Bí thư trùng sinh, Vương Tử Quân. Chương 1911 một tôm tép nhãi nhép hát tuồng. Sau khi gặp mặt từng vị thường ủy tỉnh ủy, Sầm Vật Cương cảm thấy mệt mỏi không chịu nổi và nhắm mắt nghỉ ngơi. Vợ con nhận được tin tức cũng đã chạy đến, Sầm Vật Cương nhìn hai mắt đỏ hồng của vợ mà không khỏi cười nói, khóc cái gì? Chỉ là chút bệnh nhỏ, đã nhiều năm rồi ba luôn chê tôi không chịu ở nhà, bây giờ thì tốt rồi, có cơ hội sắp đến. Chờ tôi về thì chúng ta cùng về quê, cùng ăn các món dân dã. Văn Thành Đồ ngồi trong nhà trên ghế salon không khỏi nở nụ cười, hắn vừa từ bệnh viện về nhà, tuy cảm thấy mỏi mệt thế nhưng trong lòng cực kỳ hưng phấn. Văn Thành Đồ không ngờ Sầm Vật Cương là một người không thể nào đánh sập lại đổ bệnh đúng thời điểm mấu chốt, có thể nói là bệnh đến rất đúng lúc. Văn Thành Đồ vốn cho rằng mình nên yên lặng một thời gian. Dù sao thì Sầm Vật Cương và Vương Tử Quân là hai hổ tranh nhau, mình căn bản không đủ lực để chen vào, thế nên biện pháp tốt nhất là tránh xa, đứng dưới tán cây đại thụ của Sầm Vật Cương để lẳng lặng chờ tình thế phát triển. Nhưng khi hắn cho rằng mình không có cơ hội thì Sầm Vật Cương đổ bệnh. Sau khi rời khỏi bệnh viện thì Văn Thành Đồ chủ động đến nhà một vị phó giám đốc bệnh viện có quan hệ cá nhân rất tốt với chính mình, sau đó hắn biết được thông tin bệnh tình của Sầm Vật Cương không ảnh hưởng đến tính mạng. Thế nhưng cũng không thích hợp tiếp tục ở trên cương vị công tác, điều này sẽ làm cho Sầm Vật Cương nhanh chóng tan vỡ. Không thể tiếp tục công tác, như vậy con đường trước mặt của Sầm Vật Cương là quá rõ ràng. Một khi vị trí bí thư còn trống, Văn Thành Đồ hắn sẽ có cơ hội. Nhưng bên trên Văn Thành Đồ còn có một Vương Tử Quân, chẳng qua tuổi thọ của Vương Tử Quân không thể vượt qua chướng ngại. Vương Tử Quân là một cán bộ được bồi dưỡng trọng điểm. Nếu để Vương Tử Quân làm chủ tịch tỉnh thì căn bản không có gì lo lắng, dù sao thì cũng có một người lão luyện trưởng thành là Sầm Vật Cương, cho dù có xuất hiện vấn đề thì cũng không là gì cả. Nhưng thời đại bây giờ thì bí thư mới thật sự là lãnh đạo đứng đầu. Một người thật sự là đứng đầu chính là nắm giữ một tỉnh vài chục triệu dân, nếu như ném quyền này vào tay một người chưa đến 40, lãnh đạo thượng cấp có yên tâm sao? Nếu để cho Vương Tử Quân tiếp tục làm chủ tịch tỉnh, đưa một người trưởng thành lão luyện lên làm bí thư là hợp lý nhất. Văn Thành Đồ trong mắt lãnh đạo tuyến trên chính là một người trưởng thành lão luyện như vậy. Bí thư, Văn Thành Đồ hít vào một hơi thật sâu, ánh mắt nhìn qua TV. Lúc này chương trình thời sự đang đưa tin Vương Tử Quân đến thành phố Linh Long an ủi quần chúng cán bộ. Gương mặt Vương Tử Quân trên TV rất bình thản, không có biểu hiện gì khác, cũng không có chút trầm trọng, không khác gì trước kia. Cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa khẽ vang lên, điều này không khỏi làm cho Văn Thành Đồ chợt sững sờ. Tuy trước kia người đến người đi trong nhà hắn là không ít, thế nhưng hôm nay thật sự không thích hợp đến nhà hắn. Trong mắt nhiều người thì bây giờ bệnh tình của Sầm Vật Cương còn chưa rõ thế nào, đến nhà lẫn nhau rõ ràng là kiêng kỵ Phạm Húy. Ngư Nhi, con ra mở cửa đi. Văn Thành Đồ nhìn Văn Thành Đồ đang ngồi đọc báo say sưa trên ghế rồi mở miệng phân phó. Văn Ngư Nhi tuy không tình nguyện nhưng vẫn đứng lên đi ra mở cửa, nàng vui vẻ nói, chào Chủ tịch Cố. Tiểu Ngư Nhi, chỗ này cũng không phải là đơn vị, cháu nên gọi là chú Cố. Giọng nói đầy thân thiết của Cố Tác Phiêm vang lên trong phòng khách. Thì ra là Cố Tác Phiêm, người này đến đây làm gì? Văn Thành Đồ cảm thấy nghi hoặc, nhưng sau đó lại tỏ ra mừng rỡ. Hắn giống như nghĩ ra được điều gì đó mà cười ha hả đứng lên nói, anh Cố, sao anh lại đến đây? Mời anh ngồi. Cố Tắc Phiêm nhìn Văn Thành Đồ rồi cười nói, buổi tối không ngủ được thế nên muốn uống chút trà, nghe nói nhà anh có trà ngon, thế nên mới đến đây giải tỏa cơn thèm. Cố Tắc Phiêm nói ra lý do đầy đủ thế nhưng Văn Thành Đồ cũng không thật lòng tán thành. Hắn và Cố Tắc Phiêm có quan hệ bình thường. Tuy hắn là phó bí thư tỉnh ủy thế nhưng Cố Tắc Phiêm lại là người cao ngạo, hắn biết rõ Cố Tắc Phiêm vỉnh đuôi lên trời là vì nguyên nhân gì, không phải người này ỷ mình là tâm phúc ái tướng của Sầm Vật Cương sao. Bây giờ thì tốt lắm, đấng cứu thế của anh nằm trên giường bệnh, tôi xem anh tiếp tục bừa bãi thế nào. Văn Thành Đồ cảm thấy có vài phần hả hê, chỉ sợ lần này Cố Tắc Phiêm chạy đến nhà mình đòi uống trà là có ý nghĩ khác. Văn Thành Đồ thầm suy đoán nhưng ngoài miệng lại dùng giọng nhiệt tình nói, đi thôi, đến phòng làm việc của tôi. Trước đó tôi mới mua một bộ dụng cụ pha trà mới, chúng ta cùng nhau thưởng thức trà. Văn Thành Đồ nói rồi đi về phía phòng làm việc của mình. Trà đúng là rất ngon, hơn nữa kỹ năng pha trà của Văn Thành Đồ là rất tốt,
thế nên chỉ sau một lát thì hương trà thơm đã ngập khắp phòng. Nhưng hai người Văn Thành Đồ và Cố Tác Phiêm nâng ly trà lại không có tâm tư ở phương diện trà ngon. Bí thư Văn, buổi chiều tôi có hỏi bác sĩ, bệnh tình của bí thư Sầm không có vấn đề, thế nhưng sau này khó thể công tác ở cường độ cao được nữa. Cố Tác Phiêm chậm rãi uống trà rồi nói. Văn Thành Đồ đã sớm biết thông tin này, nhưng hắn vẫn giả vờ tỏ ra cực kỳ khiếp sợ nói có nghiêm trọng như vậy không. Tôi thấy tố chất sức khỏe của bí thư Sầm vẫn là rất tốt. Cố Tác Phiêm mặc dù biết Văn Thành Đồ đang cố gắng ra vẻ thế nhưng lại vẫn thở dài nói, à, người một khi đến tuổi thì căn bản giống như máy móc, không biết sẽ gặp lỗi vào lúc nào. Ôi, bí thư Sầm xem như đáng tiếc. Đúng vậy, Văn Thành Đồ cảm khái một câu, bầu không khí trong phòng có chút ngưng trọng. Không biết bao lâu xa Cố Tác Phiêm thản nhiên nói, chuyện này tuy chúng ta cảm thấy đáng tiếc thế nhưng lại có người đắc ý. Không thể nào. Văn Thành Đồ nhìn Cố Tác Phiêm rồi tỏ ra không thể tin. Cố Tác Phiêm cười hì hì mà không nói gì thêm. Văn Thành Đồ giống như cảm thấy lời nói của mình ảnh hưởng đến thể diện của Cố Tác Phiêm, vì người này chạy đến nhà đã tỏ ra cực kỳ tôn trọng mình. Có thể nói người này sớm đầu tư, sớm nịnh nọt nịnh bợ. Đúng vậy, là nịnh nọt nịnh bợ mình, nếu như mình mãi khước từ, không nói lời nào, không phải là sỉ nhục Cố Tác Phiêm sao? Trong đầu lóe lên ý nghĩ như vậy. Văn Thành Đồ khẽ nói, những năm qua bí thư Sầm công tác vì Mật Đông rất khúc cung tận tụy, có vài người bây giờ lại có ý nghĩ này, thật sự là hơi quá. Quá hèn hạ, Văn Thành Đồ chỉ nói một nửa rồi ngừng. Đúng vậy, mặc dù biểu hiện sóng êm biển lặng thế nhưng lúc này nhân tâm ở Mật Đông là không ổn. Bí thư Văn, tôi là người thẳng tính, bí thư Sầm vẫn còn khỏe, tôi là người mang ơn lãnh đạo, nói thật thì tôi không quen nhìn hành vi tiểu nhân của người khác. Cố Tác Phiêm nói đến đây thì trầm giọng nói, bí thư Văn, tôi muốn làm cho người kia biết rõ, cho dù bí thư Sầm có đổ bệnh, tiết tấu phát triển của tỉnh Mật Đông cũng không phải là bọn họ có thể chĩa tay vào. Chương 1911-2 Tôm tép nhãi nhép hát tuồng. Văn Thành Đồ cảm thấy chống ngực mình đập nhanh hơn, lúc này hắn đã ý thức được Cố Tác Phiêm muốn nói gì. Hắn nhìn bộ dạng chờ đợi của Cố Tác Phiêm, hắn không khỏi cảm thấy rất thoải mái. Hắn nâng bình trà lên châm nước cho Cố Tác Phiêm, sau đó cười lớn nói, đúng vậy, Chủ tịch Cố, đừng nói là anh không quen nhìn những kẻ thích ném đá xuống giếng, ngay cả Văn Thành Đồ tôi cũng không thể nào cho bọn họ làm bừa bãi được. À, tôi lại cảm thấy bí thư Văn ngài rất có khả năng, rất có năng lực. Cố Tác Phiêm cười cười rồi trầm giọng nói, bí thư Văn, anh là người có năng lực và đức hạnh vượt qua vô số người trong ban ngành Mật Đông. Tôi cảm thấy nếu bí thư rời khỏi cương vị công tác thì ngài là nhân tuyển tốt nhất để tiếp nhận trọng trách. Tỉnh Mật Đông của chúng ta dưới sự dẫn dắt của ngài sẽ càng ngày càng phát triển mạnh mẽ. Văn Thành Đồ đã sớm có chuẩn bị với lời nịnh hót của Cố Tác Phiêm, thế nhưng lúc này nghe vào tai mà không khỏi cảm thấy cực kỳ vui mừng. Dù sao thì người nào cũng muốn tiến lên, ai không muốn mình được người khác khẳng định. Hơn nữa Cố Tác Phiêm cũng không phải là người thường. Văn Thành Đồ nâng ly trà lên uống một hớp, hắn cố gắng áp chế tâm tư vui sướng, sau đó trầm giọng nói, cảm ơn Chủ tịch Cố đã tín nhiệm tôi, nhưng tôi biết rõ chuyện của mình. Tôi đến Mật Đông chưa lâu, hơn nữa bàn về lý lịch thì cũng không dày, chỉ sợ tiếp nhận gánh nặng sẽ là hữu tâm vô lực. Khi Văn Thành Đồ quan sát Cố Tác Phiêm, tất nhiên Cố Tác Phiêm cũng quan sát Văn Thành Đồ. Sau khi nghe câu nói hữu tâm vô lực của Văn Thành Đồ, Cố Tác Phiêm thầm cười lạnh một tiếng. Hắn biết Văn Thành Đồ căn bản cực kỳ động tâm ở sự kiện này. Lúc này Cố Tác Phiêm cười hì hì nói, bí thư Văn, ngài không nên khiêm tốn vì mục đích chung, nếu không sẽ làm cho các đồng chí khác đau lòng. Cố Tác Phiêm nói ra ba chữ mục đích chung rất mạnh mẽ có lực, giống như nói anh không phải chiến đấu một mình, mà là một quần thể tiến lên. Văn Thành Đồ khẽ híp mắt, hắn nhìn qua Cố Tác Phiêm, sau đó trầm ngâm giây lát rồi nói, Chủ tịch Cố, anh hiểu rõ công tác của tôi. Nếu như được bí thư Sầm coi trọng, tôi nhất định sẽ không phụ lòng của bí thư Sầm, sẽ đẩy Mật Đông liên tục phát triển. Ba chữ bí thư Sầm được Văn Thành Đồ nói rất căng, đây là hắn đang nói cho Cố Tác Phiêm, nếu anh muốn đẩy tôi lên, anh phải có được sự đồng ý của bí thư Sầm. Dựa vào chính bản thân anh căn bản là không dễ thực hiện được mục đích. Nếu bí thư Sầm đề cử tôi, như vậy Văn Thành Đồ tôi sẽ tiến lên vị trí của Sầm Vật Cương. Còn Chủ tịch Cố anh cũng là Phó Chủ tịch Thường vụ nắm công tác văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh.
Cố Tắc Phiêm trầm ngâm giây lát rồi dùng giọng chém đinh chặt sắt nói, Bí thư Văn, Bí thư Sầm luôn khẳng định công tác của anh ấy nói anh là nhân tài hiếm có trong ban ngành thường ủy. Văn Thành Đồ không nói thêm điều gì, nụ cười trên mặt càng thêm sáng lạn. Cố Tắc Phiêm nói thêm vài câu thì say người cáo từ. Khi tiễn chân Cố Tắc Phiêm, Văn Thành Đồ cảm thấy tim mình đập nhanh hơn rất nhiều. Đúng là người ngồi yên trong nhà nhưng phúc kéo đến đầy bên mình. Lúc bắt đầu thì Văn Thành Đồ chỉ lén cảm thấy vui mừng, căn bản không ngờ Cố Tắc Phiêm lại điên cuồng chạy đến tìm mình. Hắn nghĩ lại và cảm thấy nếu Cố Tắc Phiêm không đến tìm mình thì mới không bình thường, người này không có năng lực gì thế nhưng lại am hiểu đầu cơ luồn cúi. Cố Tắc Phiêm là một người cạnh tranh chính yếu nhất của Vương Tử Quân, Cố Tắc Phiêm cầm tìm một người trợ giúp. Cố Tắc Phiêm căn bản không có cùng cấp bậc với Vương Tử Quân, thế nên ở tỉnh Mật Đông chỉ còn một mình mà thôi. Cố Tắc Phiêm là tâm phúc của Sầm Vật Cương, thế nên Văn Thành Đồ tin tưởng Cố Tắc Phiêm thuyết phục Sầm Vật Cương không là vấn đề. Văn Thành Đồ nghĩ như vậy mà không khỏi nhớ đến một câu kinh kịch trong bài Dùng Trí Dọa Hổ, xuyên biển xuyên rừng vượt qua đồng tuyết hiên ngang, chữ hào hùng gửi chí khí đến non sông. Văn Thành Đồ đi qua đi lại trong phòng và hát như vậy. Ánh sáng cuối cùng trong ngày chậm rãi tiêu tán, Vương Tử Quân đứng bên ngoài phòng làm việc trống rỗng mà cảm thấy rất mỏi mệt. Sau 7-8 giờ chạy từ thành phố rừng mật đến Linh Long, Vương Tử Quân mãi tọa trấn ở nơi này. Tuy hắn chỉ là người chế định phương châm, giao nhiệm vụ giải quyết các vấn đề cho người có chuyên môn, thế nhưng dù thế nào thì người ôm toàn cục vẫn cảm thấy mỏi mệt. Chủ tịch Vương, khách sạn bên kia đã làm cơm xong, nếu không chúng ta sang đó dùng cơm. Miêu Dược Hổ đi đến bên cạnh Vương Tử Quân rồi khẽ mở miệng đề nghị. Vương Tử Quân thật sự rất nổi giận với Đồ Phấn Đấu và Miêu Dược Hổ, thế nhưng khi nhìn bộ dạng quần áo mất trật tự của Miêu Dược Hổ thì hắn không khỏi thở dài một hơi, đi thôi. Miêu Dược Hổ tiếp đãi Vương Tử Quân với tinh thần khá cao. Hắn là chủ tịch thành phố Linh Long, hắn biết rõ thành phố Linh Long tiếp nhận thế cục như thế nào. Sau khi Lỗ Đỉnh Thành rời đi, tất cả ông chủ lớn nhỏ trong thành phố Linh Long đều bỏ đi, bây giờ có hơn 100 công trường còn ở lại, sự việc phát sinh làm cho cả thành phố chợt rối loạn. Nhưng những ông chủ bất động sản đã bỏ chạy mất tích, người mua phòng dù muốn trả phòng cũng không tìm được người nào. Càng làm cho Miêu Dược Hổ cảm thấy khó chịu là Sầm Vật Cương lại sinh bệnh. Tuy tin đồn bên ngoài là bí thư Sầm chỉ bị chút bệnh nhỏ, thế nhưng Miêu Dược Hổ là người có xúc giác chính trị rất mạnh. Hắn biết bí thư Sầm là người khắc ghi nhiều tình cảm cho thành phố Linh Long, bây giờ thành phố Linh Long xuất hiện vấn đề thế này, rõ ràng là bí thư Sầm ngã xuống vì quá tức giận. Ngay sau đó bí thư Sầm còn tiếp tục giúp đỡ cho Đồ Phấn Đấu và mình nữa không? Đây là vấn đề đầu tiên mà Miêu Dược Hổ nghĩ đến, nhưng nếu so với vấn đề này thì hắn còn cảm thấy có một phương diện quan trọng hơn, đó chính là con đường mình phải đi sau này thế nào. Chủ tịch Vương, chúng tôi không làm tốt công tác nên gây ra tình trạng nhiễu loạn vào lúc này. Tôi đại biểu cho cấp ủy chính quyền thành phố Linh Long nhận kiểm điểm với ngài. Đồ Phấn Đấu chờ Vương Tử Quân trong khách sạn, sau khi thấy Vương Tử Quân thì không khỏi mở miệng nhận kiểm điểm. Đối với một người kiêu ngạo như Đồ Phấn Đấu, nếu như ép hắn nhận kiểm điểm với một người mình không thích thì thật sự còn khó hơn lên trời. Nhưng với thế cục hôm nay thì sự kiêu ngạo của Đồ Phấn Đấu đã bị đánh rơi xuống địa ngục. Hắn không thể không nhận kiểm điểm. Miêu Dược Hổ nhìn gương mặt khổ sở đau đớn của Đồ Phấn Đấu, hắn cảm thấy có vài phần đau xót. Hắn và Đồ Phấn Đấu công tác với nhau nhiều năm, tuy hai bên có không ít ma sát thế nhưng phần giúp đỡ nhau là nhiều hơn. Hắn hiểu rõ Đồ Phấn Đấu là hạng người gì, bây giờ một người kiêu ngạo lại có bộ dạng như vậy, hắn không khỏi sinh ra cảm giác sói khóc thỏ. Chương 1912, ai có cơ hội? Vương Tử Quân nhìn Đồ Phấn Đấu, tuy hắn tán thành biểu hiện của Đồ Phấn Đấu, thế nhưng khi nghĩ đến phương diện mình nhiều lần cho ra yêu cầu với tình hình phát triển của Linh Long nhưng không được thông qua, chính người này làm cho tình trạng của Linh Long rơi vào hoàn cảnh này, thế là càng thêm nổi giận. Vương Tử Quân trầm ngâm giây lát rồi cố gắng áp chế cơn giận của mình, bây giờ nói những lời này cũng vô dụng, ăn cơm thôi. Ăn cơm căn bản là một chuyện cực kỳ đơn giản với nhiều người. Thế nhưng bây giờ Đồ Phấn Đấu và Miêu Dược Hổ cảm thấy quá khó chịu, những người lãnh đạo đơn vị ăn cơm với Vương Tử Quân càng cảm thấy khó khăn không thôi. Vương Tử Quân dẫn đầu mọi người ăn hai cái bánh bao, sau đó hắn buông đũa nói, tuy thế cục bây giờ đã được khống chế, thế
thế nhưng nguy cơ chân chính vừa mới xuất hiện. Bây giờ điều chúng ta cần làm chính là không phải than thở, mà là tổng kết kinh nghiệm và bồi thường tổn thất thiệt hại. Bí thư Đồ, Chủ tịch Miêu, hai anh là hai lãnh đạo đứng đầu thành phố Linh Long, dưới tình huống này các anh nên nhanh chóng cho ra phương án ứng phó, tôi hy vọng các anh nhanh chóng hành động. Sau khi dùng cơm xong thì Vương Tử Quân chủ trì hội nghị cán bộ cấp cục của thành phố Linh Long. Sau khi phân tích tình thế của Linh Long lúc hiện tại, hắn nói vài lời khuyến khích cán bộ Linh Long. Hội nghị tổ chức đến 1 giờ sáng mới xem như kết thúc. Chủ tịch, có điện thoại. Cổ Dương đi vào trong phòng nghỉ ngơi khẽ nói với Vương Tử Quân. Cổ Dương trịnh trọng đi đến đưa điện thoại cho mình, rõ ràng không phải là người bình thường gọi đến. Vương Tử Quân trầm ngâm giây lát rồi nghe máy, alo, tôi là Vương Tử Quân. Chủ tịch Vương, tôi là anh Kim, bây giờ ngài có rảnh không? Giọng nói của Kim Chính Thiện từ bên kia truyền đến. Bí thư Kim, có chuyện gì anh cứ nói. Vương Tử Quân cười ha ả rồi khẽ nói. Giọng điệu trầm thấp của Kim Chính Thiện truyền đến, chủ tịch Vương, theo như những gì tôi tìm hiểu ở bệnh viện, bệnh tình của bí thư Sầm là không nhỏ. Anh ấy không phát bệnh thì không sao. Nhưng một khi phát bệnh thì sau này phải liên tục điều trị, không thể tiếp tục cường độ công tác nặng nề. Vương Tử Quân nghe rõ ý nghĩ của Kim Chính Thiện rồi thản nhiên nói, vậy thì quá đáng tiếc rồi. Kim Chính Thiện bên kia có chút sững sốt, sau đó lại nói, đúng vậy, quá đáng tiếc. Chủ tịch Vương, tôi cảm thấy thời gian của bí thư Sầm cũng không còn nhiều, ngài nên nhanh chóng có chuẩn bị. Kim Chính Thiện khẽ ho một tiếng rồi dùng giọng trầm thấp nói. Vương Tử Quân hiểu rõ chuẩn bị cái gì, thế cục bây giờ cũng như dự đoán trước đó của hắn, nhưng Sầm Vật Cương ngã bệnh lại là điều khó tưởng. Nhưng dù Sầm Vật Cương có ngã bệnh hay không, người này khó thể nào tiếp tục công tác ở Mật Đông. Một khi Sầm Vật Cương rời khỏi Mật Đông, sẽ có nhiều người nhìn vào vị trí bí thư còn trống. Vương Tử Quân cảm thấy lý lịch của mình là hơi kém, hắn biết mình dài ngắn thế nào, dù sao mình mới làm chủ tịch tỉnh được 2 năm. Hơn nữa mình không có ưu thế về độ tuổi. Khi Vương Tử Quân đang trầm ngâm thì điện thoại lại vang lên, hắn nhìn qua màn hình điện thoại rồi nghe máy, chào Chủ tịch Hà, sao anh còn chưa đi nghỉ ngơi? Hà Kiến Trương có thể nói là người tri kỷ nhất của Vương Tử Quân ở Mật Đông. Tuy sự việc Hà Kiến Trương lui xuống là quá hiển nhiên, thế nhưng lực ảnh hưởng của Hà Kiến Trương ở Mật Đông vẫn là rất lớn. Chủ tịch, tôi không ngủ được, vừa rồi tôi có gọi điện thoại cho Cổ Dương. Biết rõ ngài còn chưa nghỉ ngơi, thế nên mới thừa dịp này gọi điện thoại cho anh. Vương Tử Quân khẽ cười một tiếng nói, Chủ tịch Hà, tôi phải phê bình anh, bác sĩ nói phải cho anh nghỉ ngơi thật tốt, anh thì đến bây giờ còn chưa đi ngủ, nếu anh còn tiếp tục dây dưa, tôi sẽ tố cáo với chị nhà anh. Chủ tịch, bây giờ tôi không ngủ được, Hà Kiến Trương nói đến đây thì tiếp tục, tôi vốn định gọi điện thoại cho ngài từ sớm, thế nhưng ngài mãi tham gia họp. Bây giờ vừa đúng lúc đêm dài người tính, hai người chúng ta thổ lộ tình cảm một chút không là vấn đề. Vương Tử Quân hỏi vài câu liên quan đến bệnh tình của Hà Kiến Trương, sau đó khẽ nói ra tình huống của thành phố Linh Long. Hà Kiến Trương có vài phần hiểu rõ về thành phố Linh Long, dù sao hắn cũng là phó chủ tịch thường vụ tỉnh. Sau khi nghe giới thiệu của Vương Tử Quân thì hắn trầm giọng nói, Chủ tịch Vương, trước kia ngài luôn muốn áp chế hạng mục xây dựng ở thành phố Linh Long. Khi đó tôi còn cảm thấy ngài hướng về phía bí thư Sầm, thế nhưng bây giờ xem ra khi đó tôi lấy lòng tiểu nhân đo dạ quân tử. Vương Tử Quân chỉ cười cười mà không nói gì, hắn không ngờ Hà Kiến Trương lại có ý nghĩ như vậy với mình, nhưng điều này là quá bình thường. Linh Long là thành phố Sầm Vật Cương nắm công tác trọng điểm, khi đó chính mình có ý kiến không đồng tình với Sầm Vật Cương, cầm thành phố Linh Long để hả giận, trong mắt nhiều người thật sự có ý nghĩ như vậy. Ha ha. Không chỉ mình anh nghĩ như vậy, chỉ sợ có không ít người nghĩ như vậy. Vương Tử Quân thở dài một hơi nói, khi đó tôi thật ra cũng rất băn khoăn, nếu không sẽ dùng áp lực để bí thư Sầm không thông qua hạng mục này, như vậy khó khăn sẽ giảm đi vài phần. Cũng là như vậy mà thôi, Chủ tịch, anh cũng không phải không biết Đồ Phấn Đấu và Miêu Dược Hổ là hai hạng người gì. Trong mắt những người này chỉ có chỉ thị của bí thư Sầm. Dù ủy ban cải cách bên kia đã không thông qua thế nhưng bọn họ cũng dám khởi động hạng mục. Hà Kiến Trương nói đến đây thì thở dài một hơi, hai người bọn họ đẩy thành phố Linh Long phát triển kinh tế lên độ cao mới, cũng có thành tích lớn, nhưng phương hướng của hai người này đã sai, đây là điều khó thể thay đổi được.
Vương Tử Quân khẽ gật đầu mà không nói gì thêm, bầu không khí có chút trầm mặc. Chủ tịch Vương, Bí thư Sầm là lãnh đạo tỉnh Mật Đông, tuy bây giờ tình huống ở thành phố Linh Long không tách khỏi anh ấy, thế nhưng công tích của Bí thư Sầm ở Mật Đông là khó thể ma sát được. Hà Kiến Trương chậm rãi trầm giọng xuống, hắn mặc dù tán dương Sầm vật cương thế nhưng lời nói lại có ý hát. Vương Tử Quân có thể nghe hiểu được ý nghĩ của Hà Kiến Trương. Sầm vật cương tuy sẽ là cánh chim gãy cánh ở sự kiện này, thế nhưng dù sao Bí thư Sầm cũng công tác nhiều năm ở Mật Đông, có được sự quan tâm của thượng cấp, thế nên trong sự kiện này thượng cấp sẽ tôn trọng ý kiến của Sầm vật cương. Mình nếu muốn tiến lên thì khó thể vượt qua mấu chốt của Sầm vật cương. Chủ tịch Vương, tôi cảm thấy khắp Mật Đông chỉ có mình anh thích hợp mà thôi. Chương 1913, một ai đến làm người nối nghiệp tôi. Khi Vương Tử Quân thức dậy thì đã hơn 7 giờ 30, sau khi dùng bữa sáng đơn giản thì Vương Tử Quân phải đi đến công trình xem xét một chút. Lúc này hắn cần quyết định thật nhanh, dùng hết lực để nhanh chóng ổn định tình hình rối loạn ở Linh Long. Trước kia là công trường thi công rộn rã, bây giờ nơi đây cực kỳ vắng lặng, rất nhiều công trường không còn người, có những nơi còn lại được vài người, đa số là những người công nhân chờ nhận tiền lương đang đánh bài xem TV. Nếu so sánh tình cảnh hiện tại với một thành phố Linh Long bừng bừng sức sống trước đó, căn bản làm cho người ta khó thể tin. Đồ Phấn Đấu và Miêu Dược Hổ đi theo sau lưng Vương Tử Quân, hai người giống như hai học sinh tiểu học phạm sai lầm, tinh thần của hai người căn bản là không tốt, chỉ cần nhìn hai mắt đỏ rực cũng thấy rõ không nghỉ ngơi cho tốt. Chủ tịch Vương, tôi muốn báo cáo công tác với anh. Sau khi Vương Tử Quân kết thúc quá trình thăm viếng một công trường, Đồ Phấn Đấu khẽ nói với Vương Tử Quân. Vương Tử Quân nhìn vẻ mặt của Đồ Phấn Đấu, hắn trầm ngâm giây lát rồi nói, anh lên xe của tôi đi. Vương Tử Quân ngồi trong xe và giữ im lặng, Đồ Phấn Đấu ở bên cạnh khẽ cau mày, hắn rút ra một gói thuốc theo bản năng, khi định châm lửa mới giật mình phản ứng đây là trong xe của Vương Tử Quân, thế là vội vàng bỏ thuốc vào bao. Anh cứ hút đi, Vương Tử Quân nhìn bộ dạng có chút xấu hổ của Đồ Phấn Đấu. Hắn trầm ngâm giây lát rồi khẽ nói. Chủ tịch Vương, tôi không hút nữa. Đồ Phấn Đấu nói đến đây thì trầm giọng tiếp tục. Chủ tịch Vương, tối qua sau khi quay về tôi đã suy nghĩ cả đêm, thành phố Linh Long đến tình cảnh hiện tại chủ yếu là trách nhiệm của tôi, chủ yếu là tôi có ánh mắt thiển cận, chỉ vì cái trước mắt. Vương Tử Quân nhìn bộ dạng kiểm điểm của Đồ Phấn Đấu, hắn cũng không nói lời nào. Đồ Phấn Đấu bây giờ vội vàng tìm mình. Chẳng lẽ là vì muốn mình cảm nhận được thành ý, sau đó giữ lại chính người này sao? Chủ tịch Vương, tôi kiểm điểm với ngài cũng không muốn cầu khẩn điều gì, mặc dù chính mình gây ra rối loạn, thế nhưng tôi vẫn muốn xử lý cho sạch sẽ, chỉ là sợ. Sợ tôi không có cơ hội này. Đồ Phấn Đấu nói đến đây thì tâm tình có chút chán chường, thực tế tôi cũng hiểu rõ ràng, cho dù tôi có muốn thu thập cục diện rối rắm vào lúc này cũng khó thể hạ thủ. Trước kia tôi cảm thấy ngài căn bản không chấp nhận hạng mục của thành phố Linh Long chúng tôi, là nhắm vào Linh Long, chĩa vào Bí thư Sầm. Thế nhưng bây giờ nghĩ lại, khi đó ngài đã có thể dự liệu được tình thế phát triển nguy hiểm này của thành phố Linh Long chúng tôi. Đồ Phấn Đấu nói đến đây thì lại cười khổ, ngài biết khi đó tôi nghĩ đến điều gì không? Không chờ Vương Tử Quân trả lời thì Đồ Phấn Đấu đã cười khổ nói, khi đó tôi nghĩ vì sao ngài không để tỉnh chúng tôi một câu. Vì sao không tìm chúng tôi để nói chuyện cho rõ ràng? Nếu như có thể phát hiện sớm, hóa giải sớm, có lẽ sẽ khống chế được, xử lý gọn gàng. Nhưng sau khi có ý nghĩ này thì tôi lại cảm thấy mình coi chính mình là trung tâm. Tôi nhớ lại những chỉ thị của ngài với thành phố Linh Long, ngài có nhiều chỉ thị liên quan đến chuyện này, thế nhưng khi đó tôi căn bản là không coi trọng. Đồ Phấn Đấu cười cười nói tiếp, dù ngài có đi đến chia sẻ tâm tư. Tôi cũng là người bằng mặt không bằng lòng, không có tâm tư nghe lời nói của ngài, ngài nói xem có đúng không? Chủ tịch Vương, lần này tôi nhận kiểm điểm với ngài, còn có một việc cần khẩn cầu ngài, đó là mong ngài không cần nghĩ rằng thành phố Linh Long là gánh nặng tôi tin tưởng chỉ cần ngài quan tâm một chút, thành phố Linh Long nhất định sẽ vẫn bước đi trên con đường phát triển thực tế năng động. Đồ Phấn Đấu nói đến đây thì vẻ mặt có chút kích động. Vương Tử Quân nhìn rõ thái độ của Đồ Phấn Đấu. Hắn cười cười nói, anh đã nói như vậy thì tôi hỏi anh có ý nghĩ hay đề nghị gì cho sự phát triển của thành phố Linh Long tương lai hay không? Không, chủ tịch Vương, lúc này đầu óc tôi trống rỗng, hiện tại nghĩ không ra.
nhưng tôi tin tưởng ngài nhất định sẽ có. Đồ Phấn Đấu nhìn Vương Tử Quân rồi dùng giọng trịnh trọng nói. Sầm Vật Cương nằm trên giường bệnh lặng lẽ suy tư về những gì mình đã làm những năm qua, trong lòng không thoải mái, thậm chí là đau lòng. Cảm giác đau lòng này không phải nằm trên cơ thể, nó nằm sâu trong lòng lão. Tuy Sầm Vật Cương yêu cầu mang tư liệu đến xem thế nhưng đến bây giờ thư ký còn chưa đưa đến. Nhưng dựa vào những gì Sầm Vật Cương hiểu về thành phố Linh Long, có thể đoán được tính nghiêm trọng của nó là như thế nào. Có lẽ tính nghiêm trọng của sự việc còn vượt qua suy đoán của mình, lần này có lẽ Sầm Vật Cương là người đắc tội với quá trình phát triển của thành phố Linh Long. Sầm Vật Cương thầm cảm khái, trong đầu hiện lên hình ảnh những tranh chấp của mình và Vương Tử Quân, những tranh chấp đó đều có liên quan đến thành phố Linh Long. Đặc biệt là ở phương diện bố cục kinh tế thành phố Linh Long, Vương Tử Quân cho ra không ít ý kiến đề nghị, thế nhưng đều bị mình bác bỏ. Sầm Vật Cương thầm nghĩ mình mặc dù không phải là người ý chí bao quát thiên hạ, thế nhưng ít nhất vẫn là người có trí tuệ. Nếu như khi đó mình chịu nghe lời khuyên của Vương Tử Quân, chỉ sợ tình huống không nghiêm trọng và khó giải quyết như bây giờ. Sầm Vật Cương thầm suy nghĩ, lão cười khổ một tiếng, sau đó lại nghĩ đến hoàn cảnh của Đồ Phấn Đấu và Miêu Dược Hổ. Có Vương Tử Quân đi qua thì liệu có vấn đề gì xảy ra hay không? Bí thư Sầm, sáng nay ngài muốn ăn gì? Y tá nở nụ cười đi đến bên cạnh Sầm Vật Cương. Sầm Vật Cương cũng không muốn trầm mặt với vị y tá còn nhỏ tuổi hơn cả con mình ở nhà, thế là lão thản nhiên nói, tùy tiện là được. Bí thư Sầm, bệnh viện chúng tôi đồ ăn phong phú, rất đa dạng, thế nhưng ngài nói như vậy lại làm khó chúng tôi, vì trong bệnh viện chúng tôi không có món nào là tùy tiện cả. Viên y tá cười hì hì rồi khẽ nói đùa với Sầm Vật Cương. Sầm Vật Cương nhìn cô y tá mà không khỏi cảm thấy tâm tình thả lỏng hơn, cô đúng là tiểu quỷ, còn nói điều kiện với tôi, nếu còn tiếp tục nói như vậy, tôi sẽ phê bình giám đốc bệnh viện các cô. Nữ y tá cười khúc khích, sau đó nàng vểnh miệng nhỏ xinh lên nói, giám đốc bệnh viện chúng tôi có nói, nếu ngài phê bình hoặc có ý kiến với tôi, như vậy tôi sẽ có tiền thưởng, thế nên tôi rất mong chờ ngài phê bình. Sầm Vật Cương đối mặt với nụ cười ngọt ngào của cô y tá thì không còn biện pháp nào khác, chỉ có thể khoát tay áo nói, thôi bỏ đi, cô đưa đến cho tôi một bát cháo. Vâng, đầu bếp bệnh viện chúng tôi nấu ăn rất ngon, đặc biệt là món súp, khi chúng tôi dùng cơm đều lén xin anh ấy ít súp. Bí thư Sầm, nếu không tôi sẽ lấy súp cho ngài để ăn với bánh bao nhé. Tiểu y tá nói rồi tự quyết định, cứ như vậy đi, lát nữa tôi sẽ quay lại. Sầm Vật Cương nhìn bộ dạng vui vẻ bỏ đi của nữ y tá, lão cười cười, thanh niên đúng là quá tốt. Không phải người kia còn rất trẻ sao? Khi Sầm Vật Cương đang trầm ngâm thì chợt nghe thấy có người nói, bí thư Sầm, cảm giác hôm nay thế nào rồi? Chương 1913, hai ai đến làm người nối nghiệp tôi? Sầm Vật Cương rất quen thuộc âm thanh này, lão ngẩng đầu lên cười nói, anh Hồ, anh đừng mãi chạy đến nơi này của tôi. Lúc này mật đông đang rối cả lên, còn có nhiều công tác cần anh xử lý. Phương Anh Hồ đi đến bên người Sầm Vật Cương rồi cười nói, bí thư Sầm, đối với tôi thì đến đây chính là cương vị công tác quan trọng nhất. Sầm Vật Cương ăn xong bữa sáng được y tá đưa đến, sau đó tinh thần tốt hơn rất nhiều. Lão nhìn y tá thu dọn mà cười nói, Tiểu Hà, cô nói với giám đốc bệnh viện một tiếng, để cho bác sĩ đến muộn nửa giờ. Thủ trưởng, điều này. Viên y tá định lên tiếng nói vài lời thế nhưng khi nhìn gương mặt nghiêm túc của Sầm Vật Cương thì thông minh ngậm miệng lại. Dù sao thì viên y tá cũng là người phụ trách chỗ này, nàng làm việc cũng hiểu sự đúng mực. Mặc dù dưới tình huống bình thường đa số lãnh đạo đều không ngại nói vài câu vui đùa với nàng, thế nhưng khi mà lãnh đạo có việc thì nàng cũng phải thức thời. Bí thư Sầm, ngài xem, ngài trầm mặc như vậy làm cho cô ấy sợ rồi kìa. Phương Anh Hồ đóng cửa lại rồi cười nói với Sầm Vật Cương. Sầm Vật Cương cười cười rồi nói với Phương anh Hồ, tôi để cô ấy ra ngoài để bàn chuyện với anh. Phương Anh Hồ đã sớm hiểu ý nghĩ của Sầm Vật Cương, hắn cũng cực kỳ chờ mong với những lời bàn bạc của Sầm Vật Cương vào lúc này. Dù sao thì lúc này sớm biết được tính toán của Sầm Vật Cương sẽ cực kỳ có lợi cho hắn. Anh Hồ, chỉ sợ lần này tôi không chịu được tuổi già. Sầm Vật Cương nhìn ánh mắt của Phương Anh Hồ nhìn mình, lão khẽ nói. Phương Anh Hồ có chút sững sốt, mặc dù hắn đã có sự chuẩn bị với kết quả như vậy,
thế nhưng nghe chính Sầm Vật Cương nói ra lại làm cho hắn cảm thấy trong lòng như có mưa rào. Dù sao Sầm Vật Cương vẫn là lãnh đạo của hắn, Bí Thư Sầm là một người luôn có bộ dạng tiến thủ, bây giờ mở miệng nói với chuyển biến lớn như vậy làm hắn khó thể nào tiếp thu được. Bí Thư Sầm, ngài còn trẻ, dựa vào độ tuổi của ngài. Phương Anh Hồ nói một nửa thì dừng, vì Sầm Vật Cương nhìn làm hắn nói không nên lời, căn bản là khó thể nói thêm. Hướng đi của Sầm Vật Cương đã được xác định, thế nhưng chuyện xảy ra ở thành phố Linh Long đã quá rõ ràng, nhất định sẽ được phản ánh lên trên. Hơn nữa lúc này Sầm Vật Cương lại bị bệnh, tổng hợp các nhân tố lại làm cô Phương Anh Hồ cảm thấy trong lòng rất khổ sở. Sầm Vật Cương phất phất tay nói, anh Hồ, chuyện của tôi anh cũng đừng suy xét nhiều, tôi chuẩn bị nhận kiểm điểm với lãnh đạo Trung ương, những gì tôi nên chịu trách nhiệm thì phải gánh vác, không gánh vác không được. Giờ nói đến việc của anh chuẩn bị đến phía Ủy ban Nhân dân tỉnh đảm nhiệm vị trí Phó Chủ tịch Thường ủy có phải không? Lời nói của Sầm Vật Cương làm cho Phương Anh Hồ rơi vào trầm mặc. Hắn hiểu rõ chỉ cần mình nói muốn thay đổi thì Sầm Vật Cương sẽ giúp mình, thế nhưng cuối cùng thì ý nghĩ này chỉ lóe lên rồi biến mất. Hắn căn răng khẽ nói, Bí Thư Sầm, tôi muốn đến công tác ở Ủy ban Nhân dân tỉnh. Anh còn muốn sang bên kia sao? Sầm Vật Cương sững sốt giây lát rồi lại gật đầu, anh qua bên kia cũng không có gì là không tốt. Bí Thư, ngài có thông tin gì về người tiếp nhận vị trí của mình không? Phương Anh Hồ tuy không muốn hỏi ra những điều này, thế nhưng hắn không thể không hỏi, dù sao thì hắn cũng cho ra lời hứa hẹn với người ta rồi. Nếu như là người bình thường hỏi thì Sầm Vật Cương có thể không trả lời, thế nhưng Phương Anh Hồ mở miệng thì lão không có nhiều điều cấm kỵ. Lão biết sự thật là mình sẽ phải lui xuống, khó thể tránh né, làm tốt công tác với người thân cận của mình là chuyện đương nhiên. Tôi còn chưa rõ ràng lắm, thế nhưng tôi nghĩ tổ chức nhất định sẽ suy xét. Sầm Vật Cương nói không quá lớn nhưng lại thẳng thắn, quyền lên tiếng của tôi ở phương diện này là không lớn. Bí Thư Sầm, anh dù sao cũng là Bí Thư Tỉnh ủy Mật Đông, những năm qua có thành tích rõ ràng với sự phát triển của Mật Đông. Mặc dù thành phố Linh Long xảy ra chuyện, thế nhưng dù sao khuyết điểm cũng không che lấp ưu điểm, tôi tin tưởng lãnh đạo Trung ương sẽ tuyệt đối không vì một thành phố Linh Long mà chối bỏ tất cả cố gắng của ban ngành chúng ta. Phương Anh Hồ dùng giọng điệu cao vút để lên tiếng. Một nửa là muốn biểu hiện cho Sầm Vật Cương nhìn vào, mặt khác thật sự nói ra cảm nhận chân thật của mình. Sầm Vật Cương là người bá đạo thế nhưng công tác cẩn trọng, bây giờ lại phải ảm đạm rời đi, điều này không khỏi làm cho Phương Anh Hồ cảm thấy khó tiếp thu. Sầm Vật Cương cười cười nói, được rồi anh Hồ, chúng ta làm việc gì chỉ cần không thẹn với lương tâm là được. Tôi thấy mình cũng làm không ít việc khi còn tại vị ở Mật Đông, cũng không thẹn với lương tâm. Thế nhưng tính sai vẫn là tính sai, không thể trốn tránh trách nhiệm lẫn lộn trái phải được. Bầu không khí trong phòng bệnh khá trầm mặc, lại có thêm chút đè nén. Phương Anh Hồ nhiều lần há miệng nhưng không nói nên lời. Có phải các anh đã thương lượng với nhau rồi không? Sầm Vật Cương nâng ly lên uống một ngụm rồi dùng giọng nhàn nhạt nói. Phương Anh Hồ không ngẩng đầu nhìn Sầm Vật Cương, chỉ khẽ nói, Bí Thư, chúng tôi đã bàn luận chuyện này rồi. Ý kiến của các anh là thế nào? Sầm Vật Cương nói không có chút cảm tình nhưng lại làm cho người ta cảm thấy cực kỳ bình tĩnh. Ý kiến của chúng tôi? Phương Anh Hồ trầm ngâm giây lát rồi ngẩng đầu nói, Bí Thư Sầm, tuy chúng tôi không muốn để ngài đi, thế nhưng chúng tôi không thể không suy xét cho công tác sau này. Khi đó Chủ tịch Cố muốn đến đây nói chuyện với ngài, tôi nghĩ rằng chuyện này để chính mình phản ánh với ngài thì hay hơn. À, anh là bộ hạ cũ của tôi. Chưa nói đến những thứ khác, nhưng phương diện can đảm cũng không nên đánh mất. Sầm Vật Cương mỏi mệt nằm xuống giường bệnh, giọng điệu có vài phần kiên định. Phương Anh Hồ gật đầu nói, Bí Thư, anh Hồ tôi không làm cho ngài cảm thấy xấu hổ ở phương diện này. Tối qua chúng tôi đã thảo luận với nhau, cảm thấy nếu như tỉnh Mật Đông thay một người mới lãnh đạo ban ngành, như vậy người có lợi nhất cho công tác của ngài ở Mật Đông chính là Bí Thư Văn Thành Đồ. Phương Anh Hồ nói ra ba chữ Văn Thành Đồ mà không tiếp tục mở miệng thêm, chỉ lặng lặng nhìn vẻ mặt Sầm Vật Cương biến đổi. Gương mặt Sầm Vật Cương không chút thay đổi, Phương Anh Hồ đề cử như vậy nằm trong dự đoán của lão. Văn Thành Đồ không có căn cơ ở Mật Đông, sau khi trở thành bí thư tỉnh ủy nếu muốn nhanh chóng triển khai mở rộng công tác, hơn nữa còn phải ma sát với Vương Tử Quân, nhất định phải dựa vào nhóm thủ hạ ở lại của mình.
nhưng Sầm Vật Cương cảm thấy Văn Thành Đồ không phải là nhân tuyển tốt nhất. Nói thật thì Sầm Vật Cương biết rõ năng lực của Văn Thành Đồ, mặc dù người này có vài vấn đề thế nhưng tổng thể cũng là người năng lực xuất chúng. Lão cảm thấy rất đau lòng, chuyện cho đến bây giờ căn bản khó tìm ra được người nào trong số thủ hạ có thể nối nghiệp mình. Sầm Vật Cương cảm thấy Văn Thành Đồ không thích hợp làm người đứng đầu Mật Đông. Với tình huống của Mật Đông hiện tại, cần một người mạnh mẽ, hiểu kinh tế, Văn Thành Đồ căn bản không phù hợp ở phương diện này. Văn Thành Đồ tiếp nhận vị trí của mình có chút lợi ích cho mình, đó là người đi theo mình cũng không bị cho ra rìa. Chương 1914, một cho ra quyết định. Thật ra Phương Anh Hồ cũng không thích Văn Thành Đồ, hắn cảm thấy Văn Thành Đồ căn bản là người có thủ đoạn nhưng kém phẩm đức, có năng lực nhưng không đúng mực. Bất đắc dĩ lúc này là địa thế của bí thư Sầm đã mất, bây giờ cần phải có nhân tuyển phù hợp, hắn cũng không muốn làm phức tạp tình hình, thế nên sau khi thương lượng với nhau thì hắn cũng không nói ra ý nghĩ thật sự của mình, căn bản là nghĩ một đằng nói một nẻo phụ họa cho Cố Tắc Phiêm. Hắn nói rằng nếu như tỉnh Mật Đông nằm dưới sự chủ đạo của bí thư Văn, như vậy sẽ là phúc lớn của cả tỉnh, bản thân tôi cực kỳ tán thành. Hôm nay Phương Anh Hồ đến gặp bí thư Sầm và đề cử Văn Thành Đồ. Tuy bí thư Sầm còn chưa cho ra kết quả cụ thể, thế nhưng hắn hy vọng hôm nay bí thư có thể cho ra quyết định. Bí thư, mặc dù bí thư Văn có nhiều khuyết điểm, thế nhưng ít nhất ở phương diện năng lực và đoàn kết, tôi cho rằng anh ấy không kém các đồng chí khác. Phương Anh Hồ nhìn biểu hiện và biết Sầm Vật Cương đang suy nghĩ những gì. Hắn không thể để cho bí thư Sầm tiếp tục suy tư, hắn cần phải nhanh chóng để tỉnh bí thư, ngoài nhân tuyển miễn cưỡng này thì khó có ai khác phù hợp. Sầm Vật Cương khẽ gật đầu, lão hiểu ý của Phương Anh Hồ, lão do dự giây lát rồi khẽ nói, anh Hồ, chuyện này anh cứ để tôi suy nghĩ thêm đã. Vâng, bí thư, Phương Anh Hồ có chút thất vọng, nhưng hắn cần phải tôn trọng ý kiến của Sầm Vật Cương. Dù sao thì Sầm Vật Cương cũng là lãnh đạo của hắn biết dù mình có ý nghĩ như thế nào cũng chưa chắc được như ý. Cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa vang lên, hai người đàn ông mặc áo trắng đi đến. Người đi đầu là giám đốc Triệu của bệnh viện, hắn gật đầu khách khí với Phương Anh Hồ sau đó cười nói với Sầm Vật Cương, bí thư Sầm, bây giờ ngài cảm thấy thế nào rồi? À, thức ăn của bệnh viện các anh là không tệ. Sầm Vật Cương cười cười với viên giám đốc bệnh viện rồi cho ra lời khẳng định. Ha ha, mặc dù giám đốc bệnh viện là người khéo đưa đẩy, thế nhưng không dễ tiếp nhận những lời của Sầm Vật Cương. Dù sao thì hắn cũng không thể nói nếu như lãnh đạo thích thức ăn ở nơi đây thì sau này thường xuyên đến là được. Đây là bệnh viện không phải là quán cơm, có người nào tình nguyện liên hệ với nơi này. Tất nhiên giám đốc Triệu cũng mong sao bí thư Sầm và các vị lãnh đạo tỉnh ủy khác thường đến bệnh viện của mình. Bình thường có chuyện gì hắn phải chạy đôn đáo cả ngày mới được lãnh đạo phê duyệt, bây giờ thì tốt, chỉ cần mất chút công sức là được thông qua. Ngày hôm qua ở ngoài phòng bệnh của bí thư Sầm, hắn nói ra ý nghĩ xây dựng khu nhà chữa bệnh mới và nhanh chóng được thông qua. Bí thư, đây là bác sĩ Tần chuyên về xuất huyết não của bệnh viện chúng tôi, anh ấy vừa lưu học ở Mỹ về, hôm nay anh ấy sẽ tiến hành kiểm tra toàn diện đối với ngài. Giám đốc bệnh viện dù sao cũng là người lão luyện, hắn chỉ vào người đàn ông ở bên cạnh rồi cười ha hả nói. Sầm Vật Cương nhìn thấy bác sĩ Tần bên kia có chút gò bó, thế là không khỏi cười nói tốt, vậy để tiểu Tần làm việc đi. Bác sĩ Tần tuy khi đến có chút gò bó thế nhưng khi tiến vào trong giai đoạn công tác thì giống như đổi lại là một người khác, vứt sự gò bó của mình lên 9 tầng mây. Hắn dọn dụng cụ, chăm chú kiểm tra cho Sầm Vật Cương, sau đó bắt đầu hỏi Sầm Vật Cương về các phản ứng. Tiểu Tần, cậu sang Mỹ khi nào? Sầm Vật Cương bị hỏi vài câu, lão không cam lòng để mình là người bị chất vấn, thế là cười hỏi. Bí thư Sầm, đó là 4 năm trước. Trước kia tôi từng là bác sĩ của bệnh viện rừng mật. Bác sĩ Tần cung kính đáp lời. Cậu nghĩ thế nào mà xuất ngoại, có phải cảm thấy còn chưa đủ kiến thức không? Sầm Vật Cương hỏi tiếp. Bác sĩ Tần cười xấu hổ nói, tôi đến bệnh viện rừng mật chủ yếu là khi đó dượng của tôi là giám đốc bệnh viện rừng mật. Sau đó dượng của tôi lui ra, tôi và giám đốc mới của bệnh viện không hợp nhau, vì không chịu được đành phải lánh xa, thế nên tôi trực tiếp ra nước ngoài. Lời nói của bác sĩ Tần làm cho vẻ mặt Sầm Vật Cương chợt trầm xuống, lão nhìn bác sĩ Tần, một cảm giác uy nghiêm bao phủ khắp người bác sĩ Tần. Khi vẻ mặt Sầm Vật Cương biến đổi thì Phương Anh Hồ nhìn thoáng qua vị giám đốc bệnh viện,
ánh mắt này giống như rất bình thường nhưng lại giống như có ý gì khác. Bí thư Sầm, ngài còn có việc gì nữa không? Bác sĩ Tần có chút căng thẳng dưới áp lực của Sầm Vật Cương, hắn nói chuyện có chút gấp gáp. Không có gì, cậu đi đi. Sầm Vật Cương phất phất tay với bác sĩ Tần rồi thản nhiên nói. Chủ tịch Vương, đây là sắp xếp công tác cho hôm nay, mời anh xem qua. Cổ Dương khẽ đưa một văn kiện đến cho Vương Tử Quân rồi dùng giọng ôn hòa nói. Vương Tử Quân nhận văn kiện nhìn qua một lượt, hắn không nói gì thêm. Cổ Dương đi theo Vương Tử Quân một thời gian ngắn và biết rõ chỉ cần lãnh đạo không đề cập đến, như vậy chính là chấp nhận hành trình này. Chủ tịch Vương, vừa rồi Bí Thư Khang có gọi điện thoại đến, nói là có chuyện cần liên hệ với ngài. Cổ Dương đứng bên cạnh Vương Tử Quân rồi dùng giọng do dự khẽ nói. Khang Tắc Chính, Vương Tử Quân nghĩ đến sự kết giao giữa mình và Khang Tắc Chính, hắn trầm ngâm giây lát rồi nói, tôi sẽ liên lạc với Bí Thư Khang. Chào Bí Thư Khang, tôi là Vương Tử Quân. Sau khi nối thông điện thoại thì Vương Tử Quân trầm giọng nói với Khang Tắc Chính. Khang Tắc Chính cười cười nói, chào Chủ tịch Vương, bây giờ có thể trò chuyện được không? Anh nói đi. Vương Tử Quân biết rõ Khang Tắc Chính gọi điện thoại cho mình chắc chắn là có chuyện để nói, thế là không khỏi rung giọng sảng khoái nói. Chủ tịch Vương, ngày hôm qua Cố Tắc Phiêm có đến tìm tôi, anh ấy hy vọng tôi có thể ủng hộ Bí Thư Văn chủ trì công tác Mật Đông, chỉ huy Mật Đông tiếp tục tiến lên. Khang Tắc Chính trầm ngâm giây lát rồi khẽ nói. Để Văn Thành Đồ tiếp nhận vị trí của Sầm Vật Cương. Vương Tử Quân híp mắt rồi cười nói, cảm ơn Bí Thư Khang. Dũng cảm tiếp nhận gánh nặng cũng là một tinh thần đáng cổ vũ. Khang Tắc Chính cũng không bất ngờ với sự bình tĩnh của Vương Tử Quân, dù sao đến cấp bậc của bọn họ nếu như mất tập trung vì một chuyện không vui, như vậy nói rõ rằng anh còn chưa đủ công phu, căn bản không thích hợp với chức vụ hiện tại. Chủ tịch Cố nói anh ấy chuẩn bị phản ánh với Bí Thư Sầm, anh ấy tin tưởng Bí Thư Sầm sẽ giúp đỡ công tác của mình. Khang Tắc Chính nói điều này với Vương Tử Quân. Lời nói quan trọng nhất là một câu này. Chương 1914, 2 cho ra quyết định. Trong sự kiện này Cố Tắc Phiêm có ý kiến gì hay không thì không phải quá quan trọng chính là Sầm Vật Cương tỏ thái độ như thế nào. Mặc dù Sầm Vật Cương vấp phải sai lầm ở thành phố Linh Long, phải gánh trách nhiệm ở thành phố Linh Long, hơn nữa sức khỏe kém lại không thích hợp tiếp tục tiến lên hay chủ trì công tác Mật Đông, thế nhưng tất cả không ảnh hưởng đến một quyền lợi của người này. Đó là quyền được đề cử. Sầm Vật Cương là bí thư tỉnh ủy Mật Đông, khi rời khỏi chức vụ sẽ được tổ chức trưng cầu ý kiến. Cảm ơn Bí Thư Khang, tôi biết rồi. Vương Tử Quân dùng giọng cực kỳ bình tĩnh cảm ơn lời nói của Khang Tắc Chính. Khang Tắc Chính bên kia trầm ngâm giây lát rồi nói tiếp, Chủ tịch Vương, tôi cảm thấy với tình thế hiện tại thì ngài là người tốt nhất để cầm lái con thuyền Mật Đông. Vương Tử Quân cúp điện thoại và rơi vào trầm ngâm. Lúc bắt đầu một ngày công tác thì Khang Tắc Chính đưa đến cho hắn tin tức với nội dung không quá tốt, thế nhưng cuộc điện thoại của Khang Tắc Chính lại là tin tức tốt với bản thân hắn. Khang Tắc Chính hành động như vậy rõ ràng là chủ động muốn đứng vào đội ngũ của mình ở Mật Đông. Sau khi tham gia hai hội nghị thì Vương Tử Quân mới có chút thời gian nghỉ ngơi, hắn lẳng lặng uống trà, Tần Hoài Trung cũng đang đi đến bên cạnh hắn. Tần Hoài Trung căn bản là một người cực kỳ hợp cách làm thư ký trưởng văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, rất nhiều chuyện còn làm tốt hơn cả Trương Tề Bảo. Mặc dù người này công tác ở văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh một thời gian không dài, thế nhưng lại quen việc dễ làm, thuận buồm xuôi gió. Tần Hoài Trung báo cáo vài hạng mục công tác cho Vương Tử Quân, sau đó khẽ nói, Chủ tịch Vương, hai ngày qua Bí Thư Văn liên tiếp đi đến kiểm tra công tác của hai thành phố Tử Quang và Kim Hà. Tần Hoài Trung mặc dù nói đến công tác của Văn Thành Đồ, thế nhưng ý nghĩa thực tế lại quá rõ ràng, hắn tin tưởng Vương Tử Quân chỉ cần nghe và hiểu ngay vấn đề. Tần Hoài Trung thấy Vương Tử Quân gật đầu không nói thêm lời nào thì cũng không lên tiếng. Mặc dù hắn biết rõ vì sao Văn Thành Đồ lại cho ra hành động như vậy, thế nhưng những tranh chấp ở cấp bậc của Chủ tịch Vương thật sự quá xa xôi, hắn chỉ có thể nhìn mà thôi. Lúc này hắn chỉ có thể báo cáo những hành động của đám người chung quanh Vương Tử Quân. Căn bản không có khả năng làm người phụ tá khoa tay múa chân được. Thật lòng thì Tần Hoài Trung hy vọng Vương Tử Quân tiến lên một bước. Vì khi Hà Kiến Trương ngã bệnh, trên người hắn chỉ còn lại dấu ấn của phe phái Vương Tử Quân, hơn nữa dấu ấn này càng ngày càng rõ ràng. Bây giờ hắn làm thư ký trưởng văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, nếu như Vương Tử Quân tiến lên,
vị trí của Phương Anh Hồ sẽ ở cách hắn không quá xa. Từ góc độ của Tần Hoài Trung thì cảm thấy ưu khuyết điểm của Chủ tịch Phương ở phương diện này là quá rõ ràng. Có thể nói Tần Hoài Trung căn bản không nghi ngờ về năng lực của Vương Tử Quân, thậm chí hắn còn cảm thấy nếu như muốn tìm được người nào có năng lực vượt qua Vương Tử Quân, căn bản là không dễ dàng. Nhưng ngoài phương diện năng lực thì đôi khi khảo sát cán bộ cần phải tôn trọng những thứ khác, ví dụ như lý lịch, sự trưởng thành và ổn định. Nhiều khi câu nói trưởng thành ổn định chính là lời ca ngợi tốt của lãnh đạo. Trong mắt lãnh đạo thì phát triển rất quan trọng nhưng ổn định cũng quan trọng không kém. Khi hai người có phát sinh xung đột với nhau, sự trưởng thành ổn định sẽ càng được lựa chọn. Vương Tử Quân thật sự quá trẻ, hơn nữa mới làm chủ tịch tỉnh được 2 năm, nếu như lại tiếp tục tiến lên thì cần lãnh đạo có quyết tâm rất lớn. Hơn nữa còn có một điều bất lợi là Vương Tử Quân thiếu sự giúp đỡ của Sầm Vật Cương. Tuy Sầm Vật Cương không còn khả năng tiến lên, thế nhưng lãnh đạo thượng cấp trước nay đều tôn trọng những người sắp lui ra như Sầm Vật Cương. Tuy Tần Hoài Trung rất muốn nói chuyện này với Vương Tử Quân, thế nhưng hắn biết rõ mình không thể mở miệng tùy tiện. Hắn do dự giây lát rồi chuẩn bị lui ra. Đúng lúc này điện thoại của Vương Tử Quân vang lên, hắn cầm điện thoại nhìn thoáng qua, là số điện thoại văn phòng của Thạch Kiên Quân. Hắn khoát tay áo với Tần Hoài Trung rồi nghe điện thoại. Tử Quân, gần đây cậu có bận rộn gì không? Sau khi nối máy thì giọng điệu không nhanh không chậm của Thạch Kiên Quân chợt vang lên. Sau khi tiến lên vị trí cao hơn ở Trung ương, Thạch Kiên Quân làm việc gì cũng không nhanh không chậm, Vương Tử Quân có thể cảm ứng được sự biến hóa này của Thạch Kiên Quân, hắn cười nhạt nói, gần đây tôi thật sự có chút bận rộn. Lúc này cậu có vội cũng không được, tình huống ở thành phố Linh Long tỉnh Mật Đông được lãnh đạo xem trọng, bây giờ cậu nhất định phải làm tốt công tác của mình. Thạch Kiên Quân nói đến đây thì mở miệng như trò chuyện bình thường, bí thư Sầm ngã bệnh làm cho người ta cảm thấy không thể ngờ. Ôi, ngày hôm qua tôi có đến thăm bí thư Sầm, anh ấy khôi phục rất tốt. Vương Tử Quân trầm ngâm giây lát rồi khẽ nói. Có thể buông bỏ sớm một chút cũng là chuyện tốt. Thạch Kiên Quân cảm khái một câu rồi khẽ nói, đối với công tác kế tiếp của Mật Đông, tuyến trên có chỉ đạo nguyên tắc, có hai ý kiến điều chỉnh. Nguyên tắc chỉ đạo của Trung ương chính là dù thời gian có căng cũng không thể xa rời tiêu chuẩn. Còn một phần ý kiến khác chính là chọn lựa cán bộ lãnh đạo từ Mật Đông. Hai là chọn một vị lãnh đạo ổn định trưởng thành từ bên ngoài đến làm chủ Mật Đông. Vương Tử Quân có nghĩ đến phương diện chọn cán bộ đến từ bên ngoài, dù sao thì có nhiều chuyện thật sự là như vậy. Chính trị luôn là nhiều người thì ít vị trí, một khi có vị trí để chống, sẽ có nhiều người chạy đến nhìn vào chằm chằm. Vương Tử Quân trầm ngâm giây lát rồi nói, tuyến trên có nhân tuyển nào chưa? Người đó là Trần Tường Vũ, người này làm công tác rất tốt, được lãnh đạo tán thành. Thạch Kiên Quân cũng không giấu giếm mà khẽ nói. Vương Tử Quân khẽ gật đầu, hắn có chút hiểu rõ về người này, không những có năng lực tốt, còn cực kỳ ổn định trưởng thành. Tử Quân, nếu như sự kiện này đến muộn 2 năm thì không có tranh luận gì, thế nhưng trong quan trường tuổi trẻ là bảo vật, nhưng đối với cậu thì tuổi tác lại là chướng ngại vật. Cậu đấy, thật sự quá trẻ tuổi. Mặc dù cậu là người có năng lực và tài năng được lãnh đạo đánh giá rất tốt, thế nhưng độ tuổi lại làm cho người ta phải thận trọng suy xét. Thạch Kiên Quân nói đến đây thì cười, nhưng cậu cũng không nên nổi giận, chuyện này còn chưa được quyết định, vì tiếng hô tiến lên của cậu còn lớn hơn rất nhiều lần so với Chủ tịch Trần. Vương Tử Quân cười cười nói, cảm ơn lãnh đạo đã coi trọng tôi nhất định sẽ làm tốt công tác của mình. Vương Tử Quân cúp điện thoại và rơi vào trầm ngâm, tuy hắn đã nghĩ đến phương diện tiến cử người bên người đến tiếp nhận công tác Mật Đông. Thế nhưng không ngờ người này lại là Trần Tường Vũ. Mình và Trần Tường Vũ không có quan hệ quá sâu, thế nhưng ít nhất cũng có quan hệ, xem ra vòng tròn quan trường thật sự không thể không gặp mặt. Lúc tan tầm thì trưởng phòng tuyên truyền Xà Lê Hoa đi đến phòng làm việc của Vương Tử Quân. Lúc này phòng tuyên truyền chuẩn bị tuyên truyền trọng điểm về lễ hội văn hóa Mật Đông, Xà Lê Hoa đến báo cáo công tác này. Chương 1915, sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy. Gian nan khổ cực mới chấn hưng. Tuy Xà Lê Hoa có chuẩn bị khá nhiều tài liệu thế nhưng Vương Tử Quân vẫn cảm thấy đó chỉ là lấy cớ. Dù sao thì lễ hội văn hóa đến tế âm lịch sang năm mới được tiến hành, bây giờ Xà Lê Hoa đến báo cáo rõ ràng là quá sớm. Chủ tịch Phương, trước đó tôi đã báo cáo với Bí thư Sầm về phương án này, Bí thư Sầm trên nguyên tắc là đồng ý.
Ngày hôm qua tôi có hỏi anh ấy lại đề cập đến lễ hội văn hóa Mật Đông. Bí thư Sầm nói hy vọng ngài chủ trì sự kiện này. Xà Lê Hoa dùng tay vuốt tóc giống như cố gắng dùng hành động này để che giấu sự mất tự nhiên của mình. À, lễ hội văn hóa chính là cơ hội để tuyên truyền về Mật Đông, tôi cực kỳ giúp đỡ công tác của lễ hội văn hóa Mật Đông. Vương Tử Quân trầm ngâm giây lát rồi cười ha hả nói với Xà Lê Hoa. Xà Lê Hoa nhìn gương mặt với nụ cười vui vẻ của Vương Tử Quân, nàng cắn răng nói tiếp, có thể tìm được sự giúp đỡ của Chủ tịch Vương, tôi cực kỳ có lòng tin làm tốt công tác của mình. Điều này, Bí thư Sầm cũng có đề nghị ở phương diện này, tôi cảm thấy hai vị lãnh đạo nên trao đổi một chút. Cùng trao đổi với nhau, đây thường là lời nói của thượng cấp cho hạ cấp, Xà Lê Hoa là cán bộ từ cơ sở bò từng bước đến vị trí hiện tại, thế nên nàng không thể không hiểu cấm kỵ này. Nàng biết rõ nhưng lại vẫn phải nói ra, điều này nói rõ Xà Lê Hoa căn bản có ý nghĩ của mình. Thậm chí lần này Xà Lê Hoa đến chủ yếu chỉ là vì muốn nói điều này. Những lời này căn bản không phải là ý nghĩ của Xà Lê Hoa, sở dĩ nàng đến chủ yếu là dụng cụ truyền tin mà thôi. Đây là Sầm Vật Cương muốn gặp mình. Chào Chủ tịch Vương, Giám đốc Triệu của Bệnh viện Nhân dân tỉnh mang theo toàn thể thành viên ban ngành đứng chờ, khi xe của Vương Tử Quân dừng lại thì nhanh chóng tiến lên đón chào. Vương Tử Quân bắt tay Giám đốc Triệu, sau đó cười cười với nhân viên công tác của bệnh viện ở khắp chung quanh. Cuối cùng mới sải bước đi đến phòng bệnh của Sầm Vật Cương. Giám đốc Triệu có thể nói bỏ ra nhiều sức lực đối phó với một vị chủ tịch tỉnh trẻ tuổi như Vương Tử Quân. Trong mắt hắn tuy Bí thư Sầm có vị trí cao hơn Chủ tịch Vương, thế nhưng thế cục bây giờ đã quá rõ ràng, Bí thư Sầm chỉ là mặt trời lặn, không thể tiếp tục là người đứng đầu Mật Đông. Dù Chủ tịch Vương không tiến lên mà vẫn là Chủ tịch Vương, như vậy vẫn là đối tượng được Giám đốc Triệu nịnh bợ. Chủ tịch Vương, vì đảm bảo Bí thư Sầm được trị liệu tốt nhất, bệnh viện chúng tôi đã thành lập tổ chuyên gia, hơn nữa còn đặc biệt cho ra phương án chữa trị. Chúng tôi còn lập ra vài tổ công tác nhỏ, ví dụ như tổ cuộc sống có đầu bếp được chuyên môn mời đến, tổ chữa bệnh có những chuyên gia là bác sĩ nổi tiếng trong khoa não của bệnh viện. Giám đốc Triệu báo cáo công tác cực kỳ tỉ mỉ xác thực, Vương Tử Quân vừa nghe vừa không ngừng gật đầu. Nhưng Cổ Dương đi theo sau lưng Vương Tử Quân lại khẽ lắc đầu. Thầm nghĩ Giám đốc Triệu không thích hợp làm lãnh đạo mà chỉ thích hợp làm chuyên gia mà thôi. Tuy Bí thư Sầm nằm viện ở nơi này thế nhưng anh đang ở bên cạnh Chủ tịch Vương, anh báo cáo phương diện chăm sóc chữa bệnh cho Bí thư Sầm tinh tế chu toàn như vậy, không phải là không có việc gì muốn bị đánh sao. Khi Vương Tử Quân đi đến bên ngoài phòng bệnh của Sầm Vật Cương, có vài nhân viên công tác đang đứng nơi đó. Giám đốc Triệu hỏi một viên y tá trẻ tuổi, Bí thư Sầm bây giờ có khỏe không? Chúng tôi vừa đuổi hai tốp người đến thăm, Bí thư Sầm đã biết Chủ tịch Vương sắp đến, thế nên anh ấy mời Chủ tịch Vương đi vào. Cô y tá nhìn thoáng qua Vương Tử Quân rồi cười nói với Giám đốc Triệu. Giám đốc Triệu cười cười với Vương Tử Quân, định mời Chủ tịch Vương đi vào, nhưng lúc này thư ký của Sầm Vật Cương đã đi ra. Mời Chủ tịch Vương đi bên này. Cũng không phải là Sầm Vật Cương gặp mặt Vương Tử Quân trong phòng bệnh, là một phòng tiếp khách nhỏ của bệnh viện. Sầm Vật Cương cũng không mặc trên người bộ quần áo bệnh nhân, chính là một bộ trang phục dành cho người già. Hương trà tỏa ra khắp phòng, gương mặt Sầm Vật Cương mặc dù có chút tái nhợt thế nhưng ánh mắt lại rất trịnh trọng. Cậu ra bên ngoài trò chuyện với Giám đốc Triệu về việc tĩnh dưỡng của tôi. Sầm Vật Cương mời Vương Tử Quân ngồi xuống mà cũng khôn nói chuyện ngay, chỉ khẽ nói với thư ký của mình. Thư ký biết rõ đây là Sầm Vật Cương muốn đuổi mình ra ngoài. Thế nhưng hắn thật sự lo lắng cho sức khỏe của lãnh đạo, hắn do dự giây lát rồi mới nói, Bí thư Sầm, nếu không tôi phục vụ cho hai vị lãnh đạo trước, sau đó tôi. Không cần, cậu ra ngoài đi, có Chủ tịch Vương ở đây thì cậu còn gì để lo lắng nữa. Sầm Vật Cương nói rồi vung tay lên rất mất kiên nhẫn. Khi cửa phòng đóng lại thì Sầm Vật Cương nở nụ cười, Tử Quân, người một khi đã bệnh đều không được tốt, người bên cạnh đều coi mình là đồ sứ. Giống như chỉ cần một cơn gió thổi qua cũng có thể đổ vỡ. Bí thư, bọn họ là thật lòng lo lắng cho ngài. Vương Tử Quân nâng bình trà lên rót cho Sầm Vật Cương rồi khẽ cười nói. Sầm Vật Cương cười cười trầm ngâm giây lát rồi nói, hai người chúng ta hình như đã lâu rồi không ngồi cùng một chỗ thì phải. Đúng vậy, ngài quá bận rộn, tôi cũng không thoát được. Trước kia tôi vẫn luôn muốn ngồi cùng một chỗ với ngài.
thế nhưng lại luôn vì chuyện xảy ra chung quanh mà cắt đứt. Vương Tử Quân tất nhiên sẽ rất ôn hòa với Sầm Vật Cương. Sầm Vật Cương cũng không tiếp nhận lời nói của Vương Tử Quân, lão chỉ vào Vương Tử Quân rồi nói, Tử Quân, có phải anh cảm thấy dễ dàng gạt một ông lão như tôi sao? Ngay từ đầu năm ngoái tôi đã không nghĩ đến phương diện ngồi xuống bàn chuyện với anh, còn anh cũng có ý nghĩ như tôi mà thôi. Sau nhiều năm công tác thì Vương Tử Quân đã luyện cho mình được da mặt dày cứng như sắt thép, lúc này nghe lời nói của Sầm Vật Cương cũng không khỏi đỏ mặt tía tai. Nói thật thì Sầm Vật Cương nói không sai, bắt đầu từ năm ngoái, hắn căn bản không muốn ngồi xuống bàn chuyện với Sầm Vật Cương. Vương Tử Quân cười cười cũng không nói lời nào, Sầm Vật Cương thì nâng ly trà lên uống một ngụm, cũng xem như quên đi đề tài vừa rồi. Tôi muốn tiếp tục đưa Mật Đông tiến lên trong thời gian 2 năm nữa. 2 năm mặc dù không thể làm cho Mật Đông phát triển vượt bậc, thế nhưng anh đã xây dựng được cơ sở, đặc biệt là kinh tế đã chuyển biến, vượt qua các tỉnh thành khác chỉ là vấn đề thời gian. Sầm Vật Cương không nhìn Vương Tử Quân, lão nói làm cho người ta sinh ra cảm giác như đang lẩm bẩm. Nhưng Vương Tử Quân có thể nhìn và thấy một chút cuồng nhiệt trên gương mặt Sầm Vật Cương. Sự cuồng nhiệt này làm cho Vương Tử Quân sinh ra chút cảm động. Sầm Vật Cương tuy có tác phong bá đạo thế nhưng Vương Tử Quân biết người này không có quá nhiều tâm tư cho bản thân, những lời nói của người này cũng không cần phải che giấu. Nhìn từ phương diện phát triển kinh tế, tôi biết tôi không bằng anh, thế nhưng tôi là người tính tình bướng bỉnh, không chịu nổi thua thiệt với người. Vì vậy khi mà anh mạnh hơn tôi ở phương diện phát triển kinh tế, tôi cố gắng mọi khả năng để Linh Long tiến lên tình trạng hiện tại, đó là trách nhiệm lớn của tôi phải nhận lấy thứ thuộc về mình. Vương Tử Quân trầm ngâm một chút rồi nói, Bí thư Sầm, sở dĩ thành phố Linh Long xuất hiện tình huống hiện tại cũng là vì có một nửa nguyên nhân bị ảnh hưởng bởi khủng hoảng kinh tế tài chính toàn cầu. Còn phương diện thành phố Linh Long mù quáng mở rộng đặt tất cả niềm tin vào phương diện thị trường khởi sắc, điều này không nên làm. Vài năm có tình thế phát triển kinh tế tốt đẹp dễ làm cho người khác kể cả tôi cảm thấy mù quáng, sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy, gian khổ mới có thể chấn hưng. Thế nhưng tôi lại quên đi câu nói này. Sầm Vật Cương nhìn Vương Tử Quân rồi dùng giọng ảm đạm nói. Chương 1916, tôi cảm ơn ý tốt của anh. Sầm Vật Cương đã như vậy thì Vương Tử Quân cũng không muốn kích thích. Một người đường đường là bí thư tỉnh ủy thế nhưng lại rơi vào tình trạng tự phê bình mình như thế này. Căn bản là có khí phách hiếm có thể nói là yêu cầu hà khắc và quá mức. Dù sao thì chẳng có ai hoàn mỹ. Một người không mắc sai lầm căn bản là không tồn tại. Con người có sự chênh lệch với nhau ở phương diện giác ngộ, thái độ bất đồng quyết định cuộc sống của từng người. Bầu không khí trong phòng rất bình tĩnh, không biết qua bao lâu thì Sầm Vật Cương chợt nói, Chủ tịch Tử Quân, lần này tôi tìm anh, cũng không phải nhớ lại khoảng thời gian quý giá của mình, tôi cũng muốn đi thẳng vào vấn đề với anh. Lúc này thế cục của thành phố Linh Long và sự phát triển của Mật Đông căn bản phải có người mạnh mẽ đi đầu. Theo tôi thì cảm thấy nhân tuyển tốt nhất để đưa Linh Long và Mật Đông thoát ra khỏi hoàn cảnh khốn khó chỉ có một, anh biết đó là ai không? Vương Tử Quân nhìn vẻ mặt đột nhiên vui vẻ của Sầm Vật Cương, hắn trầm ngâm giây lát rồi cười nói, tuy tôi rất muốn nói là chính mình, thế nhưng tôi cảm thấy người đó phải chính là ngài. Ha ha, thật sự người sinh tôi là cha mẹ nhưng người hiểu tôi lại là Tử Quân anh. Sầm Vật Cương ngẩng đầu lên cao rồi nhìn Vương Tử Quân nói, mặc kệ anh suy nghĩ như thế nào, trong suy nghĩ của tôi thì chỉ có Sầm Vật Cương tôi làm tốt điều này. Vương Tử Quân không nói gì, Sầm Vật Cương có sự tự tin như vậy thì hắn không còn gì để nói. Nhưng sức khỏe của tôi căn bản là không thể tiếp tục công tác, nếu như ông trời cho tôi thêm một cơ hội, tôi tuyệt đối sẽ không để mình té xỉu vào lúc đó, ôi! Sầm Vật Cương cảm khái một tiếng rồi mới nói, chúng ta ngồi trên vị trí này là có hạn. Nhiều năm qua tôi hầu như không xem các chương trình khác trên TV, thế nhưng có một lần tôi vô tình được xem qua một bộ phim lịch sử, bây giờ vẫn còn nhớ rõ những câu nói trong phim. Tôi đứng nơi đầu gió nhìn mặt trời mặt trăng mọc trên bầu trời, ngày đêm trôi qua, chỉ mong sao nhân gian khói lửa bình an, như vậy cũng mong sống thêm 500 năm nữa. Ngoài tôi ra, tôi cảm thấy người thích hợp thu thập cục diện Mật Đông lúc này chỉ có anh. Chủ tịch Tử Quân. Nói ra thì tôi cũng phải bội phục anh, khi anh đến Mật Đông thì tôi là người khống chế thế cục, Chủ tịch Trấn Huy căn bản là một vị chủ tịch tỉnh tốt. Sầm Vật Cương nói đến đường Trấn Huy thì có hàng ngàn cảm khái.
Vương Tử Quân nhìn bộ dạng cảm xúc rất sâu của Sầm Vật Cương, hắn thầm nghĩ nếu như Chủ tịch Đường biết rõ bộ dạng cảm xúc của ngài chỉ sợ cũng chỉ dở khóc dở cười mà thôi. Ít nhất trong mắt Đường Chấn Huy tì ngài là một vị bí thư tốt, thế nhưng không phải là một người dễ hợp tác. Từ sau khi anh đến Mật Đông, thế cục Mật Đông hoàn toàn thay đổi. Khi đó tôi nghĩ mình thật sự không bằng anh, nếu như đặt tôi vào tình huống của anh lúc bấy giờ, tôi căn bản không thể làm tốt như anh. Sầm Vật Cương giống như thấy được ánh mắt chứa nụ cười của Vương Tử Quân, lão lại lẩm bẩm, có lẽ Chủ tịch Đường cũng không biết tôi là một vị bí thư tốt. Nhìn từ góc độ công tác thì ngài là một vị lãnh đạo đứng đầu cực kỳ hợp cách. Vương Tử Quân không ngờ chút ý nghĩ của mình lại bị Sầm Vật Cương bắt được, thế là đành phải cười nói. Sầm Vật Cương cười cười với Vương Tử Quân rồi nói tiếp, được rồi, anh không cần an ủi tôi còn phải tự hiểu về mình. Hai ngày qua tôi bị bệnh nhưng vẫn nghe và thấy một số việc, anh căn bản xử lý công tác ở thành phố Linh Long rất kịp thời, bây giờ thành phố Linh Long gặp phải tình huống khó khăn chưa từng có, lúc này điều cần làm là ổn định đại cục, căn bản không thể nào tách rời khỏi sự giúp đỡ của anh. Sầm Vật Cương nói đến đây thì gương mặt có vài phần khổ sở, Đồ Phấn Đấu và Miêu Dược Hổ đều là người có khả năng khó có được, thế nhưng biểu hiện của họ ở thành phố Linh Long căn bản không còn thích hợp tiếp tục đảm nhiệm công tác. Nhưng tôi hy vọng VTQ, anh có thể nhìn vào sự cố gắng của bọn họ, phân công cho bọn họ một đơn vị tốt. Sầm Vật Cương nói đến đây thì tiếp tục, nên cho bọn họ đến một đơn vị thanh nhàn để nghỉ ngơi một chút. Vương Tử Quân khẽ gật đầu, tuy hắn có nhiều ý kiến với Đồ Phấn Đấu và Miêu Dược Hổ, thế nhưng hai người kia thật sự có sức mạnh duy trì công tác. Nếu như hai người bọn họ không có vấn đề ở phương diện phát triển kinh tế, điều động bí thư tiến lên căn bản là một lựa chọn tốt. Thấy Vương Tử Quân đồng ý với lời đề nghị của mình, Sầm Vật Cương có vẻ rất vui, lão nâng ly lên uống một ngụm rồi nói tiếp, Tử Quân, có câu nước dễ ấm lạnh, lòng người dễ thay đổi, dựa theo tình huống của tôi hiện tại, bây giờ phải là người trống vắng quạnh quẽ, anh biết vì sao còn nhiều người đến đây không? Sầm Vật Cương nói một lời rất trắng trợn, Vương Tử Quân cũng có thể nhìn thấu điều này. Nhưng khi nhìn bộ dạng đùa vui của Sầm Vật Cương, Vương Tử Quân tất nhiên biết rõ người này sắp nói với mình như thế nào, cũng hiểu mình định nói ra sao, thế là không thể không kiên trì nói, Bí thư Sầm, tôi cảm thấy nó liên quan đến uy tín của ngài. Dù sao thì ngài cũng công tác nhiều năm ở Mật Đông, cho ra nhiều cống hiến với Mật Đông, ngài rõ ràng là công thần của Mật Đông. Ha ha ha, Tử Quân cũng đừng dối trá, bọn họ đến chỗ tôi không phải cảm thấy tôi còn là lãnh đạo thượng cấp, chỉ là nghĩ rằng lãnh đạo trung ương chọn người thay thế sẽ trưng cầu ý kiến của tôi. Sầm Vật Cương thấy Vương Tử Quân nói như vậy thì tỏ ra vui vẻ, thế là vỗ vỗ vai Vương Tử Quân rồi cười ha hả nói. Vương Tử Quân đối mặt với thái độ này của Sầm Vật Cương thì không thể nói gì hơn, hắn chỉ có thể mỉm cười mà thôi. Tôi thật sự khó bỏ Mật Đông, dù sao tôi cũng công tác cẩn trọng ở đây nhiều năm, mà lãnh đạo thượng cấp cũng tán thành công tác của tôi. Sầm Vật Cương nói đến đây thì gương mặt có vài phần đỏ ửng. Sầm Vật Cương trầm ngâm giây lát rồi nói tiếp, tối qua trưởng phòng Thạch có gọi điện thoại đến, nói là để tôi suy nghĩ xem ai thích hợp làm lãnh đạo tỉnh Mật Đông, muốn trưng cầu ý kiến của tôi. Đối với tỉnh Mật Đông thì anh rõ ràng là lựa chọn tốt nhất, hai người chúng ta tuy đối phó với nhau, thế nhưng tôi cũng muốn đề cử anh. Ánh mắt của Sầm Vật Cương có vẻ càng thêm sáng rực. Lão nhìn Vương Tử Quân rồi khẽ cười nói, tôi cũng tình nguyện đề cử anh. Sầm Vật Cương đề cử mình, điều này không khỏi làm cho Vương Tử Quân cảm thấy bất ngờ, nhưng hắn vẫn bình tĩnh nói, cảm ơn Bí thư Sầm đã tín nhiệm tôi. Thật ra lúc này Vương Tử Quân thầm nghĩ, có lẽ là Sầm Vật Cương đùa giỡn cho vui, nếu như đề cử mình thì Sầm Vật Cương căn bản không cần nói nhiều như vậy. Sầm Vật Cương đề cử mình rõ ràng là có điều kiện. Nhóm Tắc Phiêm và anh Hồ hy vọng tôi đề cử Văn Thành Đồ, tuy Văn Thành Đồ có năng lực hơi kém, thế nhưng cũng không phải không có. Văn Thành Đồ tiến lên sẽ kéo dài lý niệm chính trị của tôi ở Mật Đông, đây là một sự đảm bảo rất lớn. Khi bọn họ yêu cầu tôi đề cử Văn Thành Đồ, tôi cũng có chút động tâm. Sầm Vật Cương nói đến đây thì gương mặt càng thêm đỏ hồng. Anh cũng biết rồi đấy, tôi cũng chỉ là một người phàm nhân mà thôi. Nhiều chuyện tôi khó thể nào siêu phàm nhập thánh, cũng không thể siêu phàm nhập thánh. Có người nói nửa đời đầu thì suy xét cho mình, nửa đời sau suy nghĩ cho con cháu mình.
Sầm Vật Cương khẽ vỗ tay lên bàn rồi nói, tuy Sầm Vật Cương tôi không cần suy nghĩ cho con cháu của mình nữa, thế nhưng tôi cũng nên suy nghĩ cho những người đi theo mình. Bọn họ là những người ở bên cạnh tôi, cùng chung một mục tiêu, cố gắng theo tôi tận tâm tận lực. Lúc này tôi sắp lui ra, không thể tiếp tục dẫn dắt bọn họ sáng tạo sự nghiệp, nhưng tôi cũng phải suy xét cho tương lai của bọn họ sau này. Tử Quân, chỉ cần anh đồng ý trong thời gian 2 năm không điều chỉnh phân công của ban ngành Mật Đông, tôi sẽ đề cử anh là người phụ trách Mật Đông. Sầm Vật Cương nói xong câu này thì nhìn chằm chằm vào Vương Tử Quân. Lão thông qua xà Lê Hoa để tìm gặp Vương Tử Quân, chủ yếu là nói những vấn đề này, mà lão cũng có lòng tin với đề nghị này. Chưa nói đến phương diện Văn Thành Đồ là người ủng hộ mình, nếu có thêm Vương Tử Quân, lại có cả Chủ tịch Trần bên kia là cán bộ được thượng cấp coi trọng và công tác rất tốt, nếu như mình giúp đỡ Chủ tịch Trần, hy vọng của Vương Tử Quân sẽ còn khá thấp. Có sự ủng hộ của mình thì Vương Tử Quân sẽ vượt qua hai người kia. Sầm Vật Cương tin Vương Tử Quân là người có lý trí, căn bản sẽ cho ra phán đoán ở sự kiện này. Vương Tử Quân suy xét lời nói của Sầm Vật Cương, trên cơ bản hiểu rõ ý nghĩ của Sầm Vật Cương. Hắn trầm ngâm giây lát, sau đó thản nhiên nói, Bí thư Sầm, cảm ơn ngài đã coi trọng tôi, nhưng trong sự kiện này tôi không thể đồng ý với ngài được. Không thể đồng ý, bốn chữ này giống như một cây búa gõ mạnh vào lòng Sầm Vật Cương. Điều này làm cho tâm tình của lão thêm trầm trọng. Lão nhìn Vương Tử Quân, sau khi trầm ngâm giây lát thì dùng giọng không thể tin nói, vì sao? Thứ nhất là Mật Đông có một số việc không chỉ yêu cầu tôi đổi cũ thành mới, còn phải thay đổi lớn, phải có dũng khí cải tạo, thứ hai là tôi không cần. Vương Tử Quân cũng không khẽ lên tiếng, hắn nhìn Sầm Vật Cương rồi dùng giọng chém đinh chặt sắt nói. Gương mặt Sầm Vật Cương liên tục biến đổi, cuối cùng trở nên tái nhợt. Một lúc lâu sau lão mới dùng giọng không cam lòng nói, Văn Thành Đồ thật sự kém hơn anh, thế nhưng Trần Tường Vũ cũng không kém, tôi cảm thấy trong cạnh tranh anh ấy sẽ không thua anh. Đúng vậy, tôi cũng cực kỳ kính nể năng lực công tác của Chủ tịch Trần. Ngày hôm qua hai người chúng tôi còn trò chuyện điện thoại với nhau, tôi nói hy vọng có thể cùng Chủ tịch Trần cống hiến cho sự phát triển của Mật Đông. Vương Tử Quân nói đến đây thì thản nhiên nói, nhưng anh ấy giống như càng quan tâm đến Tây Tường hơn. Tuy Vương Tử Quân nói không quá rõ ràng nhưng Sầm Vật Cương lại tin tưởng không phải là đang gạt mình. Lão nghĩ đến ý nghĩ của Trần Tường Vũ, lúc này đại thế của Vương Tử Quân ở Mật Đông đã hoàn thành, chính mình cũng không áp chế được, lại càng chưa nói đến một Trần Tường Vũ chân ướt chân ráo đến Mật Đông, nếu đến đây bị Vương Tử Quân cản tay khó công tác thì không bằng ở lại phía Tây Tường. Dù sao bí thư tỉnh ủy bên kia cũng sắp lui ra rồi. Trần Tường Vũ có ý nghĩ như vậy. Người khác sẽ nghĩ thế nào? Sầm Vật Cương thầm lóe lên ý nghĩ như vậy, lão chợt cảm thấy thế cục vốn mơ hồ đã quá rõ ràng rồi. Chương 1917, chương cuối. Con người vĩnh viễn luôn không chừng mực, vấn đề là phải như thế nào biến nó thành sự thật, hơn nữa lại là sự thật mà mình chờ mong. Nhưng sự thật không phải bữa tiệc mừng công, thất bại vĩnh viễn giống như một chén canh trong bữa cơm, Sầm Vật Cương hiểu điều này. Thế cục Mật Đông bây giờ cần một người có lực để khống chế, người có bản lĩnh có không ít, thế nhưng ai dám tiến hành ma sát với một người có đại thế ở Mật Đông như Vương Tử Quân. Hơn nữa lãnh đạo Trung ương có không ít người ủng hộ Vương Tử Quân. Bí thư Sầm, nếu như không có việc gì khác thì tôi đi trước. Sầm Vật Cương khẽ gật đầu mà không nói gì thêm, lúc này lão không còn gì để nói. Thành công sẽ làm vua, thua làm giặc, bây giờ thế của Vương Tử Quân đã thành. Không cần phải làm gì cho mệt. Nửa giờ qua đi và Sầm Vật Cương vẫn còn ngồi châm ngâm, thư ký cầm điện thoại đi đến rồi cung kính nói, Bí thư, là điện thoại của trưởng ban Thạch. Sầm Vật Cương tiếp điện thoại, lão đùng giọng kiên định nói, trưởng ban Thạch, tôi cảm thấy đồng chí Vương Tử Quân không những có sức khỏe tốt, còn là một người chú trọng đại cục, cực kỳ thích hợp với gánh nặng ở Mật Đông. Bây giờ chỉ có một vị đồng chí trẻ trung khỏe mạnh như Vương Tử Quân mới có thể làm chủ đưa Mật Đông thoát khỏi hoàn cảnh hiện tại. 10 ngày sau Thạch Kiên Quân đến Mật Đông tuyên bố bổ nhiệm Vương Tử Quân là ủy viên tỉnh ủy, thường ủy tỉnh ủy, bí thư tỉnh ủy Mật Đông. Bí thư Vương, vì để cho tất cả thanh niên trong tỉnh có một ngày thanh niên ý nghĩa, tỉnh đoàn chúng tôi tổ chức hoạt động lần này. Bí thư Triệu và toàn thể đồng chí tỉnh đoàn chúng tôi cực kỳ hy vọng ngài có thể rút chút thời gian cấp bách đến tham gia meeting. Văn Ngư Nhi mặc một bộ trang phục công sở màu đen,
dáng người hoàn mỹ biểu hiện đúng chỗ, mái tóc dài sau lưng lại càng có bộ dạng khôn khéo giỏi giang. Vương Tử Quân lúc này tuy nghe báo cáo nhưng trong đầu lại nghĩ về Văn Ngư Nhi. Cũng không phải nói là hắn có tình cảm gì với nàng, chỉ cảm khái thời gian qua nhanh, mới 4 năm qua đi mà cô gái trẻ trung ngày nào đã trở thành một mỹ nữ người dẫn chương trình nổi tiếng Mật Đông. À, cô liên hệ với Tiểu Tả, để cậu ấy sắp xếp thời gian. Tiểu Tả chính là thư ký hiện tại của Vương Tử Quân. Văn Ngư Nhi biết bây giờ mình phải đi. Lúc này thời gian của người đàn ông trước mặt quá eo hẹp, quý giá, là người vận hành cả Mật Đông, tất cả trọng trách trên người anh ấy. Nếu so sánh với trước kia, năm tháng cũng không đặt nặng vết tích lên mặt người này, ngược lại khi càng lên cao thì càng trưởng thành ổn định hơn, nhìn qua giống như núi non trùng điệp, căn bản là có sự quyến rũ làm cho người ta khiếp sợ. Nếu như có thể nằm trong vòng tay của người này, dù chỉ là một ngày đông giá rét cũng ấm áp như mùa xuân. Tiểu Ngư Nhi, vài ngày trước tôi có đến thủ đô họp và gặp bố cô, ông ấy rất quan tâm đến cuộc sống của cô. Cô cũng không còn nhỏ nữa, nên suy nghĩ đến chuyện thành gia lập thất. Vương Tử Quân nhìn vẻ mặt biến đổi của Văn Ngư Nhi rồi khẽ nói. Vương Tử Quân có thể cảm nhận được cảm giác của Văn Ngư Nhi với mình. Hắn vốn cho rằng năm tháng qua đi thì cô gái trẻ kia sẽ dần có tâm ý khác hẳn, sẽ trưởng thành hơn. Nhưng thời gian qua đi hắn mới ý thức được điều này là áp lực của mình. Hôm nay thừa cơ hội Văn Ngư Nhi đến phòng làm việc của mình, hắn không nhịn được phải nói như vậy. Hai mắt Văn Ngư Nhi chợt xuất hiện một làn mây mỏng, nhưng ngay sau đó nàng lại mỉm cười nói, Bí Thư Vương, tôi cũng muốn tìm người kết hôn, thế nhưng trong lòng lại có một hình bóng quá lớn. Thì cứ chậm chậm mà tìm, tuy Văn Ngư Nhi che giấu như Vương Tử Quân là người thông minh. Sao không hiểu rõ ý nghĩ của nàng? Hắn thầm thở dài một hơi, khó trách hắn xem phim Thần Điêu Đại Hiệp và cảm thấy Dương Quá thấy có áp lực với tình cảm của Quách Tương, có lẽ tâm tình này không kém của mình lúc hiện tại bao xa. Vương Tử Quân không tiếp tục ở đề tài này, hắn có chút xấu hổ, lúc này Văn Ngư Nhi chợt nói, tôi nghe nói trưởng ban Tả sắp xuống tuyến dưới rèn luyện, lần này ngài sẽ công khai chọn thư ký cho mình có phải không? Tôi có nên tìm không thư ký ở Mật Đông hay không? Vương Tử Quân căn bản có trăm cái cớ để trả lời câu hỏi của Văn Ngư Nhi, thế nhưng cuối cùng hắn phải trả lời xác thực, cũng không quên những gì nên nói cho Văn Ngư Nhi. Văn Ngư Nhi chợt run lên, nàng sững sốt một lát rồi không nhịn được phải nói điều này. Những gì bọn họ nói là thật sao? Vương Tử Quân gật đầu, là sự thật, Tiểu Ngư Nhi, những điều này cô không cần quan tâm, nên làm tốt công tác của mình là được. Văn Ngư Nhi không nói gì. Lòng nàng lạnh như băng. 4 năm trước khi bố nàng bị điều về thủ đô, bố vốn muốn đưa nàng đi theo, thế nhưng nàng cứng nhắc muốn ở lại Mật Đông. Tuy Văn Ngư Nhi không nhất định thường xuyên về thăm bố, thế nhưng nàng ở lại Mật Đông cảm thấy có anh ấy là quá mỹ mãn rồi. Dù sao thì nàng hít thở chung bầu không khí với hắn vẫn cảm thấy có hương vị khác hẳn, chỉ sợ là bản chất tinh khiết của mình không còn mà thôi. Nghĩ đến việc Vương Tử Quân sắp phải đi, Văn Ngư Nhi cảm thấy mũi có hơi run, sau đó nàng ngẩng đầu lên dùng giọng khó khăn nói, chúc mừng anh. Vương Tử Quân nhìn gương mặt khổ sở của Văn Ngư Nhi, hắn chuẩn bị khuyên nàng vài câu, thế nhưng sau đó có tiếng gõ cửa vang lên. Sau đó Phương Anh Hồ đi vào nói, Bí Thư, các đồng chí đều rất muốn ngài nói vài lời, ngài có thể làm cho mọi người thỏa mãn được không? Phương Anh Hồ bây giờ so sánh với năm xưa thì già hơn một chút nhưng sức khỏe và tinh thần thì lại không giảm. Hắn thấy Văn Ngư Nhi đứng bên cạnh Vương Tử Quân, thế là cười nói, Tiểu Ngư Nhi, cô vội vàng chạy đến đây có phải là muốn bắt lính Bí Thư Vương không? Tôi nói cho cô biết, có đơn vị đã cho ra ý kiến, nói là Bí Thư Vương thường tham gia hoạt động của tỉnh đoàn, căn bản không quan tâm đến đơn vị của bọn họ. Chú Phương, nếu chú cảm thấy cháu có năng lực, mong chú cho ra điều lệnh, để cháu đến công tác ở phòng tổ chức của chú. Văn Ngư Nhi cười cười rồi dùng giọng đùa giỡn nói với Phương Anh Hồ. Tiểu Ngư Nhi, nếu cháu thật sự muốn đến công tác ở phòng tổ chức, bây giờ chú có thể cho người chuẩn bị điều lệnh cho cháu. Phương Anh Hồ cười hì hì nói tiếp, nhưng chỉ sợ Bí Thư Kim không chịu thả người, dù sao thì tỉnh đoàn cũng là của Bí Thư Kim. Chú Phương, ngoài mặt thì chú nói rất hay đấy. Văn Ngư Nhi trừng mắt nhìn Phương Anh Hồ, sau đó nàng nhanh chóng đi ra ngoài như một cánh bướm. Phương Anh Hồ nhìn Văn Ngư Nhi mà không khỏi bật cười. Sau khi Văn Ngư Nhi rời đi,
Phương Anh Hồ mới nói với Vương Tử Quân, bí thư, nói thật thì chúng tôi cũng không nỡ để ngài đi, thế nhưng ngài đi chiến này là đại bàng vung cánh trên trời xanh, tôi bây giờ cũng muốn đi theo ngài. Được rồi trưởng phòng Anh Hồ, tôi cũng không đi quá xa, sau này nếu nhớ tôi thì đến Ma Đô gặp mặt. Vương Tử Quân vỗ vỗ vai của Phương Anh Hồ rồi cười nói. Phương Anh Hồ gật đầu nặng nề, không lên tiếng nữa. Trước kia hắn có cảm xúc phức tạp với vị lãnh đạo trẻ tuổi này, nhưng sau khi người này làm chủ Mật Đông, chẳng những không vì lý do trước kia mình là thư ký trưởng của Sầm Vật Cương mà gạt mình sang bên cạnh, ngược lại còn sắp xếp mình vào một ban ngành quan trọng như phòng tổ chức, thế nên hắn càng thêm kính phục vị lãnh đạo trẻ tuổi này. 4 năm qua Phương Anh Hồ đi theo Vương Tử Quân nhìn thấy sự biến hóa của tỉnh Mật Đông, xu thế phát triển của Mật Đông là không thể đỡ nổi. Liên tục tiến bước, trong thời gian 4 năm đã có không ít người trở nên giàu có, trong đó có những người bạn học của hắn năm xưa. Dựa theo ý nghĩ của Phương Anh Hồ, Bí Thư Vương có xu thế tiến lên khó thể đỡ được, không ngờ trong thời gian này thượng cấp lại bổ nhiệm Bí Thư Vương đến làm Bí Thư Thị ủy Ma Đô. Đại bàng dương cánh dù thế nào cũng phải bay xa ngàn dặm, lúc này tuy Phương Anh Hồ rất muốn đi theo Vương Tử Quân, thế nhưng hắn cũng biết người muốn đi cùng Bí Thư Vương là quá nhiều. Căn bản mang đi không hết. Bí thư ngài nói rất đúng, điều này, thiếu chút nữa thì tôi quan, chúng ta mau đi nhanh lên thôi, các đồng chí còn đang chờ trong phòng họp. Phương Anh Hồ nói rồi chuẩn bị đi ra ngoài. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Phương Anh Hồ còn chưa đi ra ngoài thì chợt nghe Tần Hoài Trung nói, trưởng phòng Phương, ngài mời người mà sao lâu như vậy, vừa rồi Chủ tịch Trình và Bí thư Kim mới gọi điện thoại đến. Nói là để tôi giúp đỡ anh. Thư ký trưởng Hoài Trung, anh đến đúng lúc, một người tôi khó thể đưa bí thư đi được, hai người chúng ta cùng mời sẽ hay hơn. Phương Anh Hồ khoát tay áo với Tần Hoài Trung, sau đó thuận tay cầm cặp công văn của Vương Tử Quân lên. Tần Hoài Trung bây giờ là thư ký trưởng văn phòng tỉnh ủy, nói về vị trí thì không dưới Phương Anh Hồ, thế nhưng dù sao thì Phương Anh Hồ cũng có tư chất quá cao, thế nên Tần Hoài Trung vẫn rất tôn trọng Phương Anh Hồ. Sau khi nghe lời phân phó của Phương Anh Hồ, hắn nhanh chóng tiến lên cười nói với Vương Tử Quân, bí thư, các đồng chí đều đang chờ ngài. Vương Tử Quân cười cười, hắn đứng lên khỏi ghế. Hội nghị lần này vốn cũng không sắp xếp hắn lên tiếng, thế nhưng Chủ tịch Trình Húc đã cho người đến mời, hắn không thể không sang xem thế nào. Dù sao thì 4 năm qua Trình Húc kia cũng phối hợp với mình rất tốt, nhiều phương diện cho ra những ý kiến rất hay. Khi nhóm 3 người bọn họ đến ngoài phòng họp, trưởng phòng tuyên truyền Xà Lê Hoa đi ra tiếp đón. Nàng thấy người đến là Vương Tử Quân thì cười hì hì nói, bí thư, các đồng chí đều đang chờ ngài. Cửa phòng được mở ra, bầu không khí lặng ngắt như tờ. Phòng họp số 1 của tỉnh ủy Mật Đông có thể chứa hơn 1.000 người, thế nhưng người nào ở nơi nào cũng ngồi yên trên ghế, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Vương Tử Quân. Bốp, bốp, bốp. Tiếng vỗ tay vang lên như sấm, đám cán bộ vốn đang ngồi nhanh chóng đứng lên vỗ tay nhiệt liệt. Tiếng vỗ tay nhiệt liệt vang lên từ khi Vương Tử Quân từ ngoài cửa đi lên đài chủ tịch, khi hắn giơ tay lên thì tiếng vỗ tay không giảm xuống, ngược lại còn lớn hơn. Tiếng vỗ tay chỉ dừng lại khi Vương Tử Quân đưa 2 tay lên lần thứ 5. Sau tiếng vỗ tay thì âm thanh cực kỳ tĩnh lặng, tất cả mọi người đứng đó đều sợ ngồi xuống sẽ phá vỡ bầu không khí yên tĩnh trong phòng. Bây giờ mời Bí Thư Vương phát biểu vài lời. Trình Húc đưa mắt nhìn hội trường rồi trầm giọng tuyên bố. Vương Tử Quân đưa mắt nhìn đám người bên dưới đài chủ tịch, hắn trầm ngâm giây lát rồi mới nói, hôm nay tôi đến đây không chuẩn bị bản thảo, tôi sẽ nói vài lời với mọi người, coi như ngẫu hứng phát biểu. Những năm qua tỉnh Mật Đông phát triển quá rõ ràng, chúng ta hầu như đã hoàn thành nhiều mục tiêu. Giọng điệu của Vương Tử Quân rất bình thường. Ánh mắt có biểu hiện bình thường thế nhưng đám người tham gia hội nghị giống như nghe tuyên cáo của cả thế giới. Cửa bị đẩy ra Vương Tử Quân được nhóm người Trình Húc, Kim Chính Thiện vây quanh đi ra khỏi phòng họp, đám cán bộ đi theo sau lưng như thủy triều. Ánh mặt trời sáng loáng trên mặt đất, không gian càng thêm chói lọi. Lời cuối 1. Gió mùa đông bắt đầu thổi ở tỉnh Chiết Giang, tuy sức gió còn chưa đủ mạnh thế nhưng tất cả những cành cây lớn nhỏ đều không còn chiếc lá xanh như cánh tay khẳng khiu trụi lùi. Mặt trời đã ló dạng sau những đám mây, sương mai tản đi, chim chóc cũng xuất hiện nhiều hơn. Trong một thôn nhỏ tên là Yên Chi Nam, không khí dần trở nên huyên náo. Mọi người đều đã thức dậy,
tiếng gà gáy, tiếng chó sủa, có âm thanh phụ nữ đàn ông và trẻ em làm cho bầu không khí tràn đầy sức sống. Nếu so sánh với những người nơi khác đi ra ngoài làm công thì ở thôn Yên Chi Nam có sự khác biệt, hầu như tất cả những người đàn ông trưởng thành ở thôn Yên Chi Nam đều đi làm ở một nhà máy sản xuất linh kiện điện tử của một người tên là Hồng Cầm, không những không cần phải rời khỏi nhà mà số tiền kiếm được cũng không ít. Trong thôn đều là những ngôi nhà hai tầng, trước sau đều được xanh hóa, cách đó không xa là con đường đẹp có hàng cỏ ở giữa đường, rất phù hợp cho các ông bà lão đi bộ buổi sáng. Đại Tráng, Đại Tráng, tiếng gọi tên thôn trưởng Tần Đại Tráng vang lên ở trước cửa nhà, Tần Đại Tráng đang ăn sáng nhanh chóng đi ra, khi thấy người đứng trước cửa nhà mình là cán bộ xã Triệu Hồng Thịnh thì cười nói, Hồng Thịnh à, anh ăn cơm chưa? Mời vào nhà, bên ngoài khá lạnh đấy. Triệu Hồng Thịnh xoa xoa hai bàn tay rồi cùng đi với Tần Đại Tráng vào trong nhà. Hắn cũng không quá kiêu ngạo với Tần Đại Tráng, hắn thật sự là cán bộ xã, thế nhưng hắn biết rõ, đừng nói là mình, cho dù là bí thư xã hay chủ tịch xã cũng không dám vênh mặt hất hàm sai khiến với Tần Đại Tráng. Nếu so sánh với bí thư và chủ tịch xã thì mình tính là gì? Mình chỉ đơn giản là một vị cán bộ chạy đi truyền lời mà thôi. Nhiệm vụ của hắn bây giờ là phải làm sao cho Tần Đại Tráng vui vẻ, như vậy thì nhiệm vụ của hắn đã hoàn thành. Tần Đại Tráng đi vào ngồi xuống phòng khách nhà mình, hắn thuận tay mở điều hòa nói, Hồng Thịnh, sáng sớm anh chạy đến nhà tôi có chuyện gấp gì sao? Tôi không phải đã nói với anh rồi à, có việc gì anh chỉ cần gọi điện thoại là được, cũng không cần phải chạy đến đây. Đại Tráng, tôi cũng muốn như vậy nhưng vấn đề lần này là quá gấp, nếu tôi đứng ở xã gọi điện thoại cho anh. Chỉ sợ anh Hào sẽ cho tôi biết tay. Triệu Hồng Thịnh vừa nói vừa cười, anh Hào cũng không dám ở lại trong phòng làm việc, anh ấy đang chạy đi khắp nơi kia kìa. Sao vậy, có chuyện gì xảy ra sao? Tần Đại Tráng nhìn Triệu Hồng Thịnh từ trên xuống dưới, hắn dùng giọng điềm nhiên như không để hỏi. Triệu Hồng Thịnh không khỏi cảm thấy hâm mộ bộ dạng không thèm quan tâm của Tần Đại Tráng. Một vị cán bộ thôn có thể vênh váo như vậy. Nhìn mình thì lại thấy rõ ràng là đang kẹp đuôi làm người. Người này có họ Tần, trong thôn ai mà chẳng phải ngước mắt nhìn lên, hơn nữa người này còn có họ hàng với vị lãnh đạo kia. Có lãnh đạo thượng cấp xuống kiểm tra, có lẽ sẽ đến huyện của chúng ta. Lãnh đạo huyện đã sớm đứng ngồi không yên, bọn họ đều đã chạy ra đường hết cả rồi. Triệu Hồng Thịnh nói làm cho tinh thần của Tần Đại Tráng thêm phấn chấn, hắn nâng ly trà lên uống một ngụm rồi nói. Là lãnh đạo thượng cấp gì mà tuyến huyện lại kích động như vậy? Có phải là bí thư Trương trên tỉnh ủy xuống không? Nếu là bí thư Trương thì quá tốt rồi, tôi nói cho anh biết, người đến còn lớn hơn cả bí thư Trương, à, phải là cực kỳ lớn. Triệu Hồng Thịnh nhìn thấy bộ dạng quan tâm của Tần Đại Tráng, hắn không khỏi thở dài một hơi, Đại Tráng anh đoán thử xem, để xem có đoán ra được đó là ai không? Tần Đại Tráng nhìn gương mặt chăm chú của Triệu Hồng Thịnh, hắn không khỏi buông ly trà ra rồi hời hợt nói, hừ, ai đến đây tôi cũng đối phó được. Hồng Thịnh anh cứ nghỉ ngơi trước đi, tôi còn có chút chuyện ở bên kia. Triệu Hồng Thịnh nhìn bộ dạng muốn đi của Tần Đại Tráng mà không khỏi cảm thấy có chút lo lắng, hắn đến nơi này chính là muốn yêu cầu Tần Đại Tráng chuẩn bị một chút, nếu không chỉ với mình thì thật sự khó thể nào điều động được thôn Yên Chi Nam này. Đại Tráng, hôm nay thật sự có việc. Dù anh có bận rộn gì thì cũng phải làm tốt điều này. Sau khi xong việc tôi sẽ mời anh uống rượu, cho anh tùy ý chọn địa điểm được không? Triệu Hồng Thịnh giữ lấy Tần Đại Tráng rồi dùng giọng cầu xin nói. Tần Đại Tráng cười hì hì nói, Hồng Thịnh, nếu là lúc khác anh không mời thì tôi vẫn sẽ phối hợp với công tác của anh, thế nhưng bây giờ thật sự là tôi rất bận. Anh Đại Tráng, anh có coi tôi như anh em không? Triệu Hồng Thịnh biết rõ mình lấy cớ là vô ích. Hắn biết Tần Đại Tráng là người chú trọng nghĩa khí anh em, thế nên mới tiến công vào phương diện này. Quả nhiên Triệu Hồng Thịnh nói ra những lời này thì Tần Đại Tráng dừng chân, hắn trừng mắt nói, anh Triệu, không phải tôi không nói chuyện nghĩa khí, thật sự là hôm nay không đi được, chị của tôi đã trở lại, tôi không thể nào đi chỗ khác được. Nhà của chị anh cách đây có xa không? Ngày mai tôi sẽ mượn xe anh Hào đón người đến cho anh. Triệu Hồng Thịnh chợt nhớ đến điều gì đó, Giám đốc Tần. Giám đốc Tần đã quay về sao? Đúng vậy, chị tôi đã quay lại, tôi có thể đi qua được sao? Tần Đại Tráng vừa cười vừa nói. Triệu Hồng Thịnh là cán bộ xã, hắn biết sở dĩ Tần Đại Tráng căn bản không quan tâm đến đám lãnh đạo trong thôn,
trong xã, thậm chí là trong huyện, thế nhưng lại cực kỳ cung kính với người chị đang nắm tập đoàn nổi tiếng thế giới kia. Vì sao? Cũng vì bây giờ cả thôn Yên Chi Nam đều nhận được sự quan tâm chăm sóc của người phụ nữ này. Trẻ con trong thôn Yên Chi Nam được nhận giáo dục tốt nhất, những ông bà lão trong thôn có thể hưởng thụ cuộc sống thoải mái vui vẻ, trai gái trong thôn đi tìm vợ chồng cũng cực kỳ dễ dàng. Tất cả mọi thứ tốt đẹp kéo đến Yên Chi Nam đều là nhờ người chị của Tần Đại Tráng. Vốn dĩ Tần Đại Tráng cũng không phải là nhân vật gì cao lớn trong thôn, còn có nhiều người mạnh mẽ hơn, vì sao lại được làm bí thư chi bộ? Không phải người này có quan hệ huyết thống rất gần với Tần Hồng Cẩm sao? Còn anh em của Tần Hồng Cẩm thì căn bản không cần xem xét những thứ này. Anh Đại Tráng, cho dù anh đến gặp giám đốc Tần thì cũng phải làm xong việc sắp xếp công tác hôm nay. Tôi nói cho anh biết, người đến hôm nay chính là hiệu trưởng Vương. Triệu Hồng Thịnh cũng bất chấp tất cả mà nước đục thả câu, dùng hai mắt trông mong nhìn Tần Đại Tráng. Hiệu trưởng Vương, là hiệu trưởng Vương nào? Tần Đại Tráng cười hì hì nói, không phải chỉ là một vị hiệu trưởng sao? Tôi thấy anh rõ ràng là sợ đến mức đái cả da quần rồi. Anh thật sự là rất có gan, tôi nói cho anh biết, đó là vị hiệu trưởng của Trung ương, anh có biết không? Triệu Hồng Thịnh nói đến đây thì đưa ra một ngón tay nói, lúc này tất cả mọi việc đều đã được quyết định rồi, sau khi lãnh đạo về hưu thì người này sẽ tiến lên tiếp nhận. Anh nói xem, anh ấy đến Yên Chi Nam, nếu có xảy ra chuyện gì, đừng nói là tuyến xã, cho dù là tuyến huyện cũng không thể nào gánh vác được. Tần Đại Tráng mặc dù là một người nói bốn nói sáu đều không nghe, thế nhưng sau khi nghe Triệu Hồng Thịnh nói như vậy thì không khỏi cảm thấy bồn chồn. Hắn là một người thường xuyên xem những chương trình phân tích trên thời sự, biết rõ người đến là lãnh đạo lớn thế nào. Nếu như dưới tình huống mình không chuẩn bị cho chu toàn mà lãnh đạo đến địa phương của mình, như vậy có vị lãnh đạo nào cảm thấy vui vẻ? Tuyến xã Trịnh Trọng sắp xếp công tác này căn bản là không phải không có nguyên nhân. Bí thư Vương không thể nào có khả năng đến thôn Yên Chi Nam chúng tôi, vì chúng tôi chỉ là một thôn nhỏ mà thôi. Triệu Hồng Thịnh nhìn bộ dạng Tần Đại Tráng bị mình hù dọa cho sợ hãi thì không khỏi thở dài một hơi, hắn trầm giọng nói, Đại Tráng, xem ra anh không hiểu rõ lãnh đạo Trung ương rồi, người nào mà không biết Bí thư Vương quan tâm nhất đến phương diện xây dựng cuộc sống nông thôn. Lần này anh ấy đến kiểm tra công tác làm cho tất cả lãnh đạo huyện đã chạy xuống thôn, anh cứ chờ mà xem, có phải lát nữa lãnh đạo huyện sẽ xuống đây không? Thôn Yên Chi Nam các anh được xây dựng tốt đẹp, cuộc sống vui vẻ hạnh phúc, rõ ràng là một điểm sáng cần thăm thú. Tôi nói cho anh biết, đừng nhìn anh Hào cười vui với anh, nếu như có vấn đề gì xảy ra, anh ấy nhất định sẽ trở mặt. Tần Đại Tráng nhíu mày rồi lớn tiếng nói, tôi sẽ gọi chủ nhiệm thôn đến. Có chuyện gì thì anh cứ sai bảo anh ấy đi làm, nếu có người nào dám không nghe thì anh cứ nói với tôi sẽ cho hắn biết tay. Dù sao thì tôi cũng phải đến gặp chị, các anh cũng không thể ép chị đến nhà tìm tôi được. Triệu Hồng Thịnh tuy không hài lòng với cách sắp xếp này, thế nhưng đây rõ ràng là biện pháp tốt nhất, ai bảo Tần Đại Tráng căn bản là không sợ mình. Hơn nữa cả thành phố lớn như vậy, lãnh đạo lại có thời gian quá căng. Chỉ cần hành trình có chút biến động sẽ không đến thôn Yên Chi Nam. Nếu Bí thư Vương không nên thì hắn có chút mất cũng không sao. Được rồi, có chuyện gì thì tôi sẽ tìm anh. Tần Đại Tráng đồng ý một tiếng rồi đi về một phía cách nhà không xa, đó là một căn nhà giống như nhà của hắn, thế nhưng bây giờ nơi đây lại có khá nhiều người vây quanh. Làm gì vậy? Không có việc gì thì giải tán đi. Tần Đại Tráng thấy những người này thì biết bọn họ đang làm gì. Trong lòng thầm nghĩ chị tôi lâu lắm mới về một lần, hôm qua đã phát phí sưởi ấm cho mọi người rồi, còn muốn thế nào nữa? Chạy đến đây xem náo nhiệt sao? Tần Đại Tráng giống lên làm cho đám phụ nữ ở bên kia cảm thấy lắp bắp kinh hãi, nhưng bọn họ là người cùng thôn thế nên cũng không quá e ngại Tần Đại Tráng. Một người phụ nữ chợt cười tươi nói, Bí thư chi bộ, chúng tôi đến thăm bà cô của mình, ngay cả anh cũng quản chuyện này sao? Bà cô... Không biết vai vế này do ai tự đặt ra, vì bọn họ là người cùng thôn hế cho nên nói về vai vế lại hơi khó. Ví dụ như ở phương diện thân thích, xét phía nhà vợ thì người ta gọi mình là chú, thế nhưng nếu như xét phía nhà mình, thật xin lỗi, phải gọi tôi là ông nội. Tần Đại Tráng nhớ rõ mình từng là người có vai vế nhỏ nhất thôn, nguyên nhân chủ yếu là Tần gia của hắn có rất ít người. Nhưng khi Tần Hồng Cẩm áo gấm về làng thì tất cả coi như thay đổi.
tất cả mọi người đều dựa theo vai vế năm xưa để gọi cho thuận miệng, những người vốn gọi Tần Đại Tráng là cháu bây giờ phải mở miệng gọi là chú. Tần Đại Tráng biết rõ cũng không phải là người ta tôn kính mình, chỉ vì mình là em họ của Tần Hồng Cẩm mà thôi. Người ta đến chủ yếu là nịnh bợ chị mình, cũng không phải là vì nịnh bợ mình. Này, tiểu thạch đầu, cháu đang làm gì vậy? Sao mặt mũi lắm bụi bẩn thế này, mau lau sạch đi. Tần Đại Tráng đi vào trong thì thấy một thiếu niên đang quỳ rạp xuống đất châm cửa, thế nhưng vì củi không được khô thế nên chỉ thấy khói đen bốc lên. Nếu như là tiểu tử nhà khác châm lửa như vậy thì bí thư chi bộ Tần Đại Tráng sẽ nổi nóng, lỡ may sinh ra hỏa hoạn thì sao? Thế nhưng khi nhìn gương mặt của thiếu niên kia, hắn không khỏi nói chuyện rất ôn hòa, hắn lấy từ trong túi ra một tờ giấy đi về phía tiểu tử kia. Cậu, cháu đang nướng khoai, cháu nghe mẹ nói khoai nướng rất ngon, thế nên muốn thử một chút. Thiếu niên ngẩng đầu xoa mặt, nó cũng không muốn lau bụi trên mặt, điều này không khỏi làm cho Tần Đại Tráng cảm thấy buồn cười. Tần Đại Tráng vừa giúp cậu thiếu niên lau mặt vừa cười nói, ôi, cháu muốn ăn gì thì chỉ cần nói với cậu là được, cậu sẽ cho mợ đi chuẩn bị, cháu nhìn lại mình đi, giống hệt như diễn viên kịch rồi. Cậu, mẹ cháu đang trò chuyện với bà, cậu cứ đi vào đi. Mẹ từng nói rất rõ ràng, tự lực cánh sinh thì cơm no áo ấm, cháu nhất định phải tự nướng khoai của mình. Thiếu niên nói rồi lại tiếp tục nhóm lửa. Tần Đại Tráng nhìn thiếu niên quỳ rạp trên mặt đất, hắn vội vàng tiếp nhận bật lửa trong tay của thiếu niên, sau đó nói với một người đang đứng ngoài xem náo nhiệt, Hà Nhị, tiểu tử cậu về nhà lấy đến một bó củi khô, không thấy tiểu thạch đầu không châm lửa được sao? Hà Nhị đang ở trong đám người xem náo nhiệt nghe Tần Đại Tráng nói như vậy thì có chút bực mình, thế nhưng khi nhìn sang thấy cậu thiếu niên vẫn ngồi nơi đó châm lửa, hắn chợt như bừng tỉnh, ôi, tôi đúng là đầu heo, sao lại quên chuyện này rồi, tôi sẽ về lấy ngay. Tần Đại Tráng nhìn Hà Nhị chạy về nhà lấy củi mà không khỏi nở nụ cười. Thầm nghĩ tiểu tử cậu còn dám chơi trò với tôi sao? Khi nào tôi có thời gian sẽ cho cậu biết tay? Chị Hồng Cẩm đến căn bản là khác hẳn. Tần Đại Tráng vỗ vỗ lên vai của cậu thiếu niên, sau đó nói, tiểu thạch đầu, trước tiên cháu cứ ở đây nướng khoai, cậu vào nhà gặp mẹ và bà, giữa trưa cậu đến nhà cậu ăn cơm nhé, cậu có bảo bối hiếm có cho cháu. Tiểu thạch đầu nhìn về phía Tần Đại Tráng rồi nói, cảm ơn cậu. Tần Đại Tráng khẽ gật đầu với tiểu thạch đầu, thầm nghĩ đứa bé này da thịt trắng mềm mịn, toàn thân không có mấy lực lượng, sao lại khôn khéo ngoan ngoãn như vậy. Hắn vừa đi vào nhà thì gặp một người phụ nữ nhìn qua xinh đẹp như mới 30 đang cầm lược chải đầu cho một bà lão đã hơn 70. Chị đã ăn sáng chưa? Tần Đại Tráng cho dù đứng trước mặt bí thư thị ủy và chủ tịch thành phố cũng chưa từng căng thẳng như vậy, thế nhưng khi đứng trước mặt người phụ nữ này thì trái tim không khỏi gia tốc. Tần Hồng Cẩm nhìn cười cười với Tần Đại Tráng, Đại Tráng đến đấy à, cậu ngồi đi, tôi ăn rồi, cậu đã ăn chưa? Em cũng vừa mới ăn xong. Tần Đại Tráng ngồi xuống một chiếc ghế nhỏ, sau đó hắn đáp lời chị, sức khỏe của thím càng ngày càng tốt, có một thời điểm em và thím cùng đi ra ngoài, thậm chí em còn không đuổi kịp tiến độ của thím nữa là, hì hì. Tần Hồng Cẩm nào không rõ lời nói có ý nịnh nọt của Tần Đại Tráng, thế nhưng nàng chỉ cười cười mà không nói gì. Chị biết không, hôm nay hình như có đại nhân vật đến thăm thăm xã, bây giờ tuyến huyện đang cực kỳ căng thẳng, ngay cả thôn của chúng em cũng cực kỳ căng thẳng. Hi hi, ngay cả thôn của chúng em cũng phải chuẩn bị sẵn sàng. Tần Đại Tráng cũng không biết nên nói chuyện gì với chị của mình, thế nên không khỏi tìm lời lên tiếng, em cảm thấy có lẽ là bọn họ tốn công vô ích mà thôi. Tuyến trên đã phân phó cậu, như vậy cậu nên làm tốt công tác, không chừng lãnh đạo sẽ đến thôn của chúng ta. Tần Hồng Cẩm có gương mặt đỏ hồng, nàng lặng lẽ nở nụ cười, trong nụ cười có vài phần ngọt ngào. Lời cuối hai. Khung cảnh bên ngoài xe là vạn vật điêu linh, gió lạnh khắc nghiệt, thế nhưng bên trong xe lại có làn gió mát làm cho người ta cảm thấy như mùa xuân đến. Bí thư tỉnh ủy Chiết Giang Trương Tề Bảo ngồi trong xe, ánh mắt nhìn chằm chằm vào người đàn ông ngồi bên cạnh mình. Người đàn ông này tuy đã đến tuổi đỉnh phòng thế nhưng nhìn gương mặt căn bản không có chút già lão. Ngược lại còn làm cho người ta cảm thấy tinh thần phấn chấn bừng bừng. Hắn rất quen thuộc với người đàn ông này, dù sao năm xưa khi công tác ở tỉnh Mật Đông, hắn căn bản được người này đề bạt lên làm thư ký trưởng văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh. Mới đó mà đã nhiều năm trôi qua,
Trong khoảng thời gian đó vị lãnh đạo năm xưa được mình kết luận là tương lai vô hạn đang dần tiến bước rất mạnh mẽ. Thậm chí chính mình năm xưa chỉ có ý nghĩ về hưu ở cấp phó bộ, thế nhưng bây giờ đã là lãnh đạo đứng đầu một tỉnh. Thật sự là rất hoài niệm. Trương Tề Bảo thầm cảm khái rồi nhìn về phía Vương Tử Quân. Lúc này Vương Tử Quân vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, điều này làm cho vẻ mặt của Trương Tề Bảo có chút hoảng hốt, giống như quay về khoảng thời gian năm xưa ở tỉnh Mật Đông. Năm xưa không phải mình và Chủ tịch Vương thường xuống tuyến dưới kiểm tra công tác như thế này sao? Nhưng thời gian sẽ không thay đổi vì ý nghĩ của bất kỳ người nào, nếu không Trương Tề Bảo tình nguyện để cho thời gian quay trở lại, để mình và lãnh đạo tiếp tục đi kiểm tra công tác ở trong tỉnh Mật Đông. Nhưng những hoài niệm này nhanh chóng bị Trương Tề Bảo vứt bỏ. Hắn là bí thư tỉnh ủy Chiết Giang, hắn nghĩ đến rất nhiều chuyện, còn nhiều công tác cần phải đích thân hắn nắm giữ, thế nên dùng hai chữ bận rộn để miêu tả căn bản là không đủ. Nhưng bây giờ hắn chỉ nghĩ đến một việc, sắp xếp tốt sự kiện bí thư Vương đến Chiết Giang kiểm tra công tác. Tuy hắn nhận chức bí thư tỉnh ủy Chiết Giang còn chưa quá lâu, thế nhưng dù sao hắn cũng là bí thư tỉnh ủy Chiết Giang. Trương Tề Bảo là chư hầu một phương, thế nhưng dù hắn có tư duy nhanh nhạy thế nào cũng không ngờ vào ngày gió lạnh thế này mà Vương Tử Quân lại chạy đến đây. Chuyện này sẽ sinh ra ảnh hưởng thế nào với mình? Trương Tề Bảo căn bản khó thể nào ước định được, nhưng có một điều xác định, bí thư Vương lần này đến kiểm tra công tác sẽ làm cho cả ban ngành Chiết Giang phải suy đoán, xem bí thư Vương có động cơ gì. Đây là vì bí thư Vương nhất thời có hứng đi kiểm tra công tác hay là vì nguyên nhân nào khác? Chẳng lẽ có sự việc và con người nào đó làm kinh động lãnh đạo, thế cho nên lãnh đạo mới thay đổi hành trình? Nếu thật sự là như vậy thì sự việc sẽ rất lớn. Trương Tề Bảo thầm nghĩ như vậy, hắn không khỏi nhìn về phía vị bí thư thị ủy ngồi cách đó không xa. Vị bí thư thị ủy kia tuy ngồi nghiêm chỉnh thế nhưng ánh mắt nhìn khắp bốn hướng, tai nghe tám phương. Sau khi dùng dư quang khóe mắt thấy lãnh đạo tỉnh ủy nhìn về phía mình, gương mặt hắn trở nên cực kỳ nghiêm túc, trong lòng càng có vài phần không yên bất an. Hắn vừa cảm thấy vui vẻ vừa cảm thấy sợ hãi vì bí thư Vương đến thành phố của mình kiểm tra công tác, những năm qua hắn chồng mông cố dùng hết sức để kéo địa phương phát triển, hầu như vận dụng tất cả các thủ đoạn có thể, bây giờ có ai không muốn lãnh đạo thấy được thành tích của mình. Biết đâu sau khi xuống cơ sở xem xét thì bí thư Vương sẽ cảm thấy vui vẻ. Sau đó con đường làm quan của mình sẽ tiến vào xe tốc hành. Dù sao thì trăm nghe không bằng một thấy, dù anh báo cáo ba hoa trích chòe thế nào cũng không thể ấn tượng bằng chính lãnh đạo xuống cơ sở xem xét. Nhưng bây giờ xã hội đang chuyển hình, có nhiều mâu thuẫn rất lớn, lại rắc rối phức tạp, không chú ý làm cho lãnh đạo thượng cấp thấy được, như vậy anh không phải là người có thành tích chói mắt, ngược lại là hạng người làm việc xấu. Hơn nữa bây giờ đang thực hành quy chế lấy tín nhiệm. Nếu như bí thư Vương bị một đám người đến vây quanh kêu oan, chặn xe tố cáo, như vậy chỉ cần bí thư Vương nhíu mày hoặc có biểu hiện không vui thì mũ quan của mình sẽ bay đi. Đồng thời bí thư Vương là cán bộ từ cơ sở đi lên, có dễ dàng lừa gạt được sao? Nếu như cố gắng ra vẻ biểu hiện hình thức phát triển mạnh mẽ, trên cơ bản chỉ có thể rước nhục. Vì vậy trước khi hắn còn chưa biết rõ động cơ của lãnh đạo trong sự kiện này, hắn cho ra nhiệm vụ nghênh đón yêu cầu tất cả quận huyện trong thành phố phải chú trọng. Hắn liên tục mở vài hội nghị khẩn cấp, cho ra nhiều phương án và trình tự tiếp đãi. Cuối cùng các vị lãnh đạo cho ra một vài phương án, sau đó lại chọn lọc ra một phương án duy nhất với phương châm, chuẩn bị toàn diện, tích cực ứng phó, ném đá qua sông. Nhưng cũng có một vấn đề cần được đảm bảo, dù thế nào cũng không để xảy ra vấn đề, nhất định phải suy xét đến từng phần chi tiết. Dừng xe, tiếng nói nhàn nhạt vang lên, mọi người nhanh chóng nhìn về phía người phát ra âm thanh. Không có gì bất ngờ, người nói dừng xe là Vương Tử Quân. Vì trên chiếc xe này chỉ có một mình bí thư Vương có quyền lợi nói ra hai chữ như vậy. Vương Tử Quân nhìn xe chậm rãi dừng lại, sau đó hắn đứng lên. Trương Tề Bảo cũng đứng lên theo Vương Tử Quân rồi nói, bí thư, chúng ta đây là... Vương Tử Quân nhìn nụ cười trên mặt Trương Tề Bảo. Hắn khoát tay áo nói, Tề Bảo, tôi muốn đi xuống thăm thú một chút. Trương Tề Bảo vừa rồi không nhìn ra ngoài cửa sổ, hắn thầm nghĩ không phải là bên ngoài phát sinh tình huống gì đấy chứ. Hắn thầm nghĩ như vậy, sau đó nhìn ra ngoài xe theo bản năng. Bên ngoài rất yên tĩnh, ngoài gió lạnh buốt thì chỉ còn có mạ non. Nói thật, nơi này không có gì là đẹp,
nhưng như vậy lại làm cho Trương Tề Bảo yên tâm hơn, không đẹp thì cũng không có vấn đề gì. Sau khi Vương Tử Quân đi xuống, người trong xe nối đuôi xuống theo. Vương Tử Quân đứng bên đường nhìn mảnh ruộng phía bên kia, trong đầu liên tục lóe lên nhiều ý nghĩ, khá hỗn loạn. Vương Tử Quân không xa lạ khu đồng ruộng này, hắn càng quen thuộc chỗ mình đang đứng. Kiếp trước chỗ mình đứng là đất thuộc về mình và Liêu An Như, không, phải nói là thuộc về Liêu An Như và con trai. Năm xưa tiền lương của Vương Tử Quân là thu nhập chủ yếu của gia đình, thế nhưng mảnh đất này lại đảm bảo cho bát cơm gia đình. Hơn 20 năm mưa gió, mảnh đất này chứng kiến hắn là một người từ trẻ thành già lão, cũng chứng kiến một cô gái Liêu An Như xinh đẹp tươi trẻ biến thành một người phụ nữ trung niên hơn 50. Nhưng bây giờ tất cả đã thay đổi. Ngay cả đứa con năm xưa vốn thành gia lập nghiệp bây giờ mới học phổ thông mà thôi. Cánh đồng lúa này cũng không biết đang được nhà nào cấy trồng nữa. Vương Tử Quân nắm lên một nhúm đất, mùi bùn đất thân quen xộc vào khoang mũi. Mặc dù đây là lần đầu tiên trong kiếp này hắn vốc mảnh đất thân thuộc lên gửi, thế nhưng hắn lại cảm thấy cực kỳ quen thuộc. Tất cả nhân viên đi theo, kể cả Trương Tề Bảo khi thấy hành vi của Vương Tử Quân như vậy thì không khỏi trợn mắt há mồm. Bọn họ không rõ Bí Thư Vương làm như vậy là có ý gì, nắm đất lên làm gì. Không phải là Bí Thư Vương đang muốn xem xét tầm quan trọng của đất đai đấy chứ? Hay là Bí Thư Vương có yêu cầu gì khác với công tác nông nghiệp? Mọi người đưa mắt nhìn nhau, không khỏi dừng chân lại. Bí Thư Vương, những năm qua tỉnh Chiết Giang đẩy mạnh cải cách hiện đại hóa nông nghiệp, cố gắng kết hợp nông nghiệp với quy trình hiện đại hóa lại với nhau. Chủ tịch tỉnh Chiết Giang trầm ngâm giây lát rồi khẽ giới thiệu với Vương Tử Quân. Vương Tử Quân lúc này chỉ là nhớ lại cảm xúc năm xưa, không ngờ vị chủ tịch tỉnh Chiết Giang lại báo cáo với mình về phương diện này. Hắn không khỏi thở dài một hơi, thế nhưng vẫn cho ra biểu hiện cực kỳ nghiêm túc nghe viên chủ tịch tỉnh Chiết Giang báo cáo công tác. Chủ tịch Trần cực kỳ nắm vững tình huống của tỉnh Chiết Giang, hắn báo cáo ngắn gọn nhưng cực kỳ rõ ràng mạch lạc. Chỉ sau một lát hắn đã có thể giới thiệu đại khái tình hình phát triển nông nghiệp trong tỉnh. Vương Tử Quân cho ra vài chỉ thị công tác, sau đó chuẩn bị lên xe. Khi Vương Tử Quân lên xe thì chợt hỏi, chúng ta đang ở đâu đây? Bí Thư Vương, đây là thôn Yên Chi Nam. Vị chủ tịch huyện đi ở cuối đoàn người nhanh chóng lên tiếng, hắn chỉ về một phía nói, Bí Thư Vương, chúng ta đi 500 mét nữa là đến thôn Yên Chi Nam. 500 mét nữa sẽ đến Yên Chi Nam, sao Vương Tử Quân không biết thôn này cho được? Hắn dùng ánh mắt đầy tình cảm nhìn vị chủ tịch huyện bên kia, sau đó đi lên xe. Thôn Yên Chi Nam vẫn ở chỗ cũ, thế nhưng có lẽ tình cảnh của người trong thôn bây giờ không còn như xưa. Tất nhiên Yên Chi Nam bây giờ căn bản là khác biệt so với Yên Chi Nam trong trí nhớ của Vương Tử Quân. Những năm qua Liêu An Như tuy đặt nhiều tinh lực ở phương diện biểu diễn thế nhưng cũng đầu tư không ít. Thôn Yên Chi Nam chính là một trọng điểm đầu tư của nàng. Các ngôi nhà biệt thự ở dưới bóng cây xanh mát, những khu vui chơi giải trí rộng rãi, căn bản không còn được nhìn thấy không gian năm xưa. Nhưng Vương Tử Quân vẫn có thể gọi được tên của những người trong thôn, ví dụ như thôn trưởng Liêu Đại Tráng, vì đây chính là nhóm học sinh tiểu học đầu tiên của mình khi đến dạy ở Yên Chi Nam. Sau khi kê hôn với Liêu An Như, người này còn dùng giọng thân mật gọi mình là anh rể. Nhưng hôm nay người vật đã thay đổi, mặc dù Vương Tử Quân có thể lờ mờ gọi tên những người vây quanh mình, thế nhưng có nhiều người hắn không thể nhận ra. Trong mắt Liêu Đại Tráng thì Bí Thư Vương thật sự bình dị gần gũi, không những quan tâm đến tình huống cơ bản của người trong thôn, còn hỏi nhu cầu của bọn họ về cuộc sống, cổ vũ mình khá nhiều. Người ta là lãnh đạo có vị trí quan trọng, thế nhưng lại vỗ vai của mình khen ngợi vài câu, không biết đài truyền hình có ghi lại hình ảnh này của lãnh đạo hay không. Nếu bọn họ có ghi lại hình ảnh, chỉ sợ sau này lãnh đạo thành phố cũng phải đua nhau vỗ vai mình. Trong đầu Liêu Đại Tráng lóe lên những ý nghĩ như vậy, ánh mắt nhìn về phía Vương Tử Quân càng thêm sùng kính thân mật. Thậm chí hắn còn có ý nghĩ muốn mời Bí Thư Vương dùng cơm. Bí Thư Vương, đây là hồ nước của thôn, trước đó đã được cải tạo, bây giờ là ao hoa sen. Ngài không đến đúng mùa, nếu như ngài đến vào mùa hè thì nơi này sẽ là đầm sen thơm mát. Còn bên kia là trường tiểu học của thôn. Khi thấy Vương Tử Quân nhìn ao hoa sen thì Liêu Đại Tráng không khỏi mở miệng giới thiệu. Vương Tử Quân sao lại không có ấn tượng với cái ao này cho được. Hắn nhớ năm xưa người trong thôn không đủ nước dùng, thế
thế nên phụ nữ trong thôn thường đến hồ này để giặt quần áo. Năm xưa Liêu An Như đã 20 năm giặt quần áo cho hắn ở hồ nước này. Thậm chí khi Vương Tử Quân gặp mặt Liêu An Như cũng là ở bên cạnh hồ nước này. Đi đến trường học xem thế nào, Vương Tử Quân đi rất chậm nhưng cực kỳ kiên định. Vị trí của ngôi trường cũng không có gì thay đổi thế nhưng cũng không còn là một mái nhà ngói như năm xưa. Đây là một ngôi trường 3 tầng sạch sẽ, sân thể dục được rải nhựa mềm, có một nhóm cô cậu đang chơi đùa vui vẻ. Chính mình năm xưa đến thăm trường không phải có ý nghĩ muốn xây dựng lại như thế này sao? Bây giờ tất cả đã thành sự thật, chính mình sao lại không vui? Bí thư Vương, trường tiểu học thôn Yên Chi Nam là trung tâm của vùng này, con em của năm thôn chung quanh đều đến đây đi học. Hiệu trưởng nhà trường cũng không phải người quen của Vương Tử Quân, là một người đàn ông đeo kính hơn 30 tuổi làm cho người ta sinh ra cảm giác hào hoa phong nhã. Vương Tử Quân khẽ gật đầu với lời giới thiệu của viên hiệu trưởng, sau đó tùy ý theo cửa sau đi vào trong một phòng học, ngồi lên mặt ghế trơn láng. Trương Tề Bảo thấy Vương Tử Quân đi vào, hắn cũng muốn đi theo, thế nhưng Vương Tử Quân lại khoát tay áo. Cô giáo đang giảng bài cũng phát hiện ra Vương Tử Quân, nàng lại nhìn thoáng qua đám người đứng ngoài cửa, khi thấy Trương Tề Bảo ra hiệu cho mình tiếp tục giảng bài, thế là nàng tiếp tục công tác của mình. Thời gian nghe cô giáo giảng bài trôi qua khá nhanh, Vương Tử Quân ngồi trong phòng nghe tiếng giảng bài, hắn không khỏi sinh ra nhiều ý nghĩ. Tiếng chuông tan học vang lên cứt đứt dòng suy nghĩ của Vương Tử Quân, hắn đứng lên mỉm cười bắt tay với cô giáo, sau đó mỉm cười hàn huyên với bọn trẻ. Tiếng cười liên tục vang lên, cuối cùng Vương Tử Quân kết thúc hành trình thăm trường. Tuy đây là ngôi trường năm xưa mình gắn bó cả đời, thế nhưng bây giờ người và vật đều không còn. Vương Tử Quân cảm khái vài tiếng rồi đi về phía nhà của Liêu An Như. Vị trí vẫn như cũ, hơn 20 năm ở lại nơi này sao Vương Tử Quân có thể quên được. Thế nhưng nếu so sánh thì có sự khác biệt rất lớn. Trong mắt nhân viên công tác, Bí thư Vương đi vào trong nhà một hộ gia đình làm nông, nói chuyện với vợ chồng ông bà lão trong nhà. Hai bên trò chuyện hơn một giờ, trong lúc nói chuyện thì trong nhà làm văn thắn. Bí thư Vương cũng tiến vào trong danh sách nhân viên làm văn thắn. Khi gia đình này đang làm văn thắn, con gái và cháu ngoại của nhà này quay về. Chủ nhân cực kỳ hiếu khách mời Bí thư Vương ăn văn thắn, Bí thư Vương tất nhiên sẽ không chối từ, sau khi ăn xong mới mỉm cười rời đi. Liêu An Như nhìn tình cảnh bố mẹ tiễn chân người kia mà không khỏi cảm thấy đỏ mắt. Nàng biết rõ vì sao hắn đến đây dùng cơm, nghĩ đến tình cảnh hắn làm văn thắn với mình. Nàng cảm thấy rất ngọt ngào. Nếu thời gian có thể quay trở lại thì quá tốt. An Như, không ngờ Bí thư Vương lại dùng cơm ở nhà chúng ta. Bố của Liêu An Như hút thuốc rồi lên tiếng cảm thán, mẹ của Liêu An Như tuy lẳng lặng ngồi bên kia nhưng gương mặt rất vui mừng. Tít tít tít, tiếng chuông báo tin nhắn vang lên, Liêu An Như cầm điện thoại mở ra xem, bên trong chỉ có ba chữ, anh đi đây. Liêu An Như nhìn ba chữ kia. Nghĩ đến việc hắn đặc biệt đến đây một chuyến, tâm tình của nàng chỉ còn lại sự ngọt ngào mà thôi. Lời cuối ba. Mùa hè ở trường Đại học Giang Thị không những có mặt trời chói chang, còn có nỗi buồn ly biệt đối với những sinh viên sắp tốt nghiệp. Trong rừng cây, đình nghỉ mát, bên hồ nước, khắp nơi đều có thể thấy được những cặp tình nhân đang đi bên cạnh nhau. Đây là trường đại học mà Bí thư Vương Tử Quân từng tốt nghiệp năm xưa. Những năm qua danh tiếng của trường Đại học Giang Thị liên tục tiến lên. Hai năm trước trường Đại học Giang Thị chính thức tiến vào trong hàng ngũ 10 trường chất lượng nhất trong nước. Thần Sưởng, hôm nay bố mẹ em sẽ đến, anh phải đi theo em gặp mặt bọn họ. Một nữ sinh tóc dài xõa vai đang ôm một cậu thanh niên ngồi trước mặt, cơ thể nàng mềm mại giống như muốn tiến hẳn vào trong lòng cậu thanh niên kia. Cô gái này có dáng người cao ráo, gương mặt khỏe mạnh, cũng không có gì quá xuất chúng. Chỉ làm cho người đối diện cảm thấy xinh xắn khỏe mạnh mà thôi. Cậu thanh niên đang ngồi bên cạnh có dáng người cao ngất, da thịt trắng nõn, càng làm cho người ta phải chú ý chính là gương mặt bừng hào quang. Hai người ngồi cùng một chỗ không khỏi làm cho người ta phải tán thưởng một câu kim đồng ngọc nữ, nhưng cũng có vài phần không xứng, ví dụ như cách ăn mặc. Cô gái kia ăn mặc không phải quá xa hoa thế nhưng lại có tính thượng thừa, ít nhất cũng vài ngàn đồng một bộ. Nhưng cậu thanh niên tuy ăn mặc khá thoải mái nhưng chỉ là một bộ thể thao bình thường mà thôi. Bố mẹ em khi nào thì đến? Có cần chúng ta đi đón tiếp không? Vương Thần Sưởng nhìn bạn gái rồi cười hỏi. Bọn họ có xe,
không cần phải đón. Cô gái chỉnh trang quần áo cho vương thần sưởng rồi dùng giọng ân cần hỏi han, không phải anh là người điển hình lên tiếng trong lễ tốt nghiệp lần này sao? Anh đã chuẩn bị bản thảo xong chưa? À, anh đã nghĩ sẵn trong đầu, em cứ yên tâm đi. Vương thần sưởng dùng giọng tự tin nói với bạn gái. Vậy thì quá tốt rồi, lần này anh đại biểu cho cả khóa phát biểu trong lễ tốt nghiệp, thầy chủ nhiệm rất xem trọng anh cũng đừng để phát sinh vấn đề gì mới được. Cô gái thấy bạn trai không quan tâm đến mình thì khẽ oán trách. Văn Thành Đồ cười cười nói, anh thấy em còn căng thẳng gấp gáp hơn cả anh, em có lòng tin với anh không đấy? Cậu thanh niên nói đến đây thì dùng giọng thần bí nói, hay là em sợ anh làm náo động, sau đó bị người khác cướp mất? Đừng lo lắng, anh sẽ rất an phận. Cô gái phát hiện nụ cười xấu xa của bạn trai như của một đứa bé, hắn híp mắt lại, hàng răng sáng bóng chỉnh tề xuất hiện. Đây chính là người bạn trai quá xuất sắc mà nàng yêu 4 năm qua. Nàng thầm cảm thấy kiêu ngạo vì bạn trai của mình, lại cảm thấy nguy cơ bốn phía, bây giờ thấy bạn trai trêu chọc thì không khỏi giả vờ nổi giận, sau đó đấm hắn một cái rồi nói, tiểu sưởng, anh nhất định phải biểu hiện cho tốt, vì bố mẹ em cũng tham gia lễ tốt nghiệp. Cô gái nói đến đây thì gương mặt có chút u buồn, nàng do dự hỏi, tiểu sưởng, bố mẹ anh có đến tham gia buổi lễ tốt nghiệp này không? Vương thần sưởng cũng không quan tâm đến bộ dạng sầu lo của bạn gái, hắn suy nghĩ giây lát rồi nói, có lẽ mẹ anh sẽ không qua, bố của anh thì rất bận, khả năng đến tham gia còn nhỏ hơn mua xổ số. Ôi, đáng thương cho tâm tư của bố mẹ trong thiên hạ, bố của anh bận rộn cũng là vì anh cả mà thôi, anh đừng trách bác ấy. Mặc dù cô gái không có chút ấn tượng nào với bố của bạn trai, thế nhưng nàng vẫn không khỏi mở miệng giải thích thay. Vương thần sưởng nghĩ về tình cảnh bận rộn cả ngày của bố mà không khỏi có chút khó chịu. Đối với người khác thì người một nhà thường vui vẻ ở bên nhau, thế nhưng đối với hắn thì thời gian của bố là quá ít. Tút tút tút, tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên cắt đứt những lời xì xào bàn tán của hai cô cậu thanh niên. Cô gái tiếp điện thoại rồi dùng giọng dịu dàng nói, mẹ, bây giờ bố mẹ đi đến đâu rồi? Nhiên nhiên, bố mẹ đã đến trường của con, lúc này con đang ở đâu vậy? Đầu dây bên kia truyền đến một giọng nói nghiêm khắc. Cô gái lại càng hoảng sợ, nàng nói theo bản năng, không phải bố mẹ nói 10 giờ mới đến sao? Bố nhớ con nên yêu cầu đến sớm hơn, vừa rồi mẹ gặp một người bạn của con, nói là con đang ở bên bờ hồ, mau quay về đi. Mẹ của cô gái ở bên kia tuy đã nói ôn hòa hơn nhưng vẫn có vài phần kiên quyết. An Di Nhiên hỏi vị trí của mẹ, sau đó nàng có chút bối rối, mẹ em nói 10 giờ hôm nay mới đến. Không ngờ bọn họ đến sớm như vậy, anh xem. Vương thần sưởng nhìn vẻ mặt bối rối của bạn gái, hắn nở nụ cười thoải mái nói, không có vấn đề, sớm muộn gì anh cũng phải gặp mặt bọn họ, chúng ta đi thôi. Đúng vậy, An Di Nhiên vì muốn bạn trai để lại ấn tượng tốt cho bố mẹ mình mà hầu như mất khá nhiều tâm tư. Nàng cố ý yêu cầu bố mẹ đến lúc 10 giờ, chính là vì muốn để bọn họ tham gia lễ tốt nghiệp. Vương thần sưởng chính là người đại biểu cho sinh viên tốt nghiệp phát biểu vài lời. Không ngờ kế hoạch lại thay đổi, chính mình dùng nhiều công sức sắp xếp nhưng lại không thành hiện thực. Hơn nữa với bộ dạng của vương thần sưởng bây giờ căn bản khó vượt qua được cửa ải của bố mẹ mình. An Di Nhiên chợt cảm thấy bực bội, nàng là một cô gái hiểu biết rõ bố mẹ đã trả giá rất nhiều để nuôi nấng mình trưởng thành, nhưng những năm qua nàng lại cảm thấy bố mẹ quá thế tục, có chút lợi thế, dối trá. Tất nhiên đó là suy nghĩ của nàng, biết đâu những người làm ăn kinh doanh đều là như vậy. An Di Nhiên nhìn nụ cười tự tin trên gương mặt của bạn trai, nàng không khỏi cảm thấy bầu trời đầu trong xanh. Nàng cũng không cần che giấu mà khoác tay lên người hắn rồi nói, mẹ của em là người không quan tâm đến những chuyện nhỏ nhặt, nói chuyện không quá suy nghĩ, nếu như có câu nào làm anh nổi giận, mong anh đừng để trong lòng. Anh biết rồi, không có vấn đề. Vương thần sưởng cũng rất yêu thương An Di Nhiên, hắn khẽ véo mặt nàng rồi cười ha hả nói. Khi vương thần sưởng và An Di Nhiên đi đến địa điểm chỉ định thì thấy không phải chỉ là bố An Chính Bân và mẹ Trần Ái Hoa, còn có một tên thanh niên trẻ tuổi khác. Tên thanh niên này ăn mặc ngăn nắp, đứng nói đó làm cho người ta sinh ra cảm giác giàu sang. An Di Nhiên nhìn cậu thanh niên kia mà không khỏi nhíu mày. Trần Ái Hoa thấy An Di Nhiên đi bên cạnh vương thần sưởng. Thế là hai hàng chân mày không khỏi cau lại. Nhiên nhiên, chú An và dì Trần thật sự rất yêu thương em,
công ty có hạng mục lớn cần đàm phán thế nhưng vì muốn tham gia lễ mừng tốt nghiệp của em, chú An quyết định thoái thác không chút do dự. Cậu thanh niên kia thấy An Di Nhiên đi đến và Vương Thần Xưởng ở phía sau, thế là không khỏi cười tủm tỉm nói với An Di Nhiên. An Di Nhiên trần chờ giây lát rồi nói, bố, mẹ, đây là bạn trai của con tên là Vương Thần Xưởng, mọi người đã ăn cơm chưa? Chào cô chú. Vương Thần Xưởng cảm thấy bàn tay An Di Nhiên nắm tay mình hơi chợt thì ý thức được tâm tư của bạn gái, hắn không khỏi nắm chặt bàn tay của nàng, tỏ ý an ủi. Sau đó hắn nhanh chóng chào hỏi hai vợ chồng An Chính Bân. An Chính Bân nhìn cậu thanh niên trẻ tuổi tươi sáng ở bên kia mà không khỏi cảm thấy con gái mình có ánh mắt tinh anh. Nhưng hắn cảm thấy người thanh niên này không xứng với con gái nhà mình, dù sao thì tình cảnh của hai nhà cũng khác nhau. Nếu An Chính Bân gả con gái cho một người như thế này, chỉ sợ sẽ bị người ta chê cười. Còn Trần Ái Hoa thì trực tiếp nói, nhà đầu kia, thật sự buồn cười, mẹ cũng không phải là người mắt mờ, cũng không phải là không nhìn thấy bạn học tiểu vương của con. Trần Ái Hoa là một người có kinh nghiệm, chỉ sau một câu nói vui đùa đã biến bạn trai trong miệng An Di Nhiên thành bạn học. Gương mặt An Di Nhiên chợt biến đổi, nàng ngẩng đầu lên nói, mẹ, mẹ không hiểu ý của con sao? Vương Thần Xưởng là bạn trai của con, không phải là bạn bình thường. An Di Nhiên nói tuy không nhiều nhưng lại làm cho bầu không khí vốn vui vẻ chợt trở nên ngưng trọng. Trần Ái Hoa định nổi giận, thế nhưng An Chính Bân ở bên cạnh đã mở miệng nói, được rồi, hai mẹ con nhà này thật là, sao vừa mới gặp nhau đã đấu võ mồm rồi. Cậu Tiểu Vương, để cậu phải chê cười rồi. An Chính Bân căn bản gọi tên Tiểu Vương rất thân mật nhưng lại có chút lạnh lùng như đứng xa ngàn dặm. Cậu thanh niên này tuy trẻ tuổi nhưng gia đình và bối cảnh làm cho sự phát triển của hắn tiếp xúc với nhiều người hơn cả những người này. Chú nói rất đúng, dì và Nhiên Nhiên đứng một chỗ nhìn như hai chị em. Nhiên Nhiên, lần này bố mẹ có thể tìm được con nhanh như vậy là nhờ Trấn Thành, vì cậu ấy bỏ qua công tác đi cùng chúng ta. An Chính Bân nói rồi vỗ vỗ lên vai của cậu thanh niên Trấn Thành, đi thế này chắc chắn có ảnh hưởng đến công việc kinh doanh, tôi cũng rất băn khoăn vì làm phiền cậu thế này. Tôi nghe nói mỗi ngày cậu phải tổn thất vài trăm ngàn. An Chính Bân nói bằng giọng điệu nước chảy mây trôi giống như không liên quan đến Vương Thần Xưởng, thế nhưng ai cũng nghe thấy rõ An Chính Bân đang dùng khí thế này để thị uy với Vương Thần Xưởng, anh căn bản không cùng cấp bậc với con gái của tôi, thế nên đừng đi bên cạnh con gái tôi nữa. Vương Thần Xưởng cười cười không quan tâm đến câu nói của An Chính Bân, Trấn Thành bên kia lại cười nói, chú An. Hai vị đến thành phố Giang Thị mà tôi không theo thì bố mẹ cũng không cho phép. Hơn nữa dù có kiếm được nhiều tiền thì cũng không nên làm ảnh hưởng đến cuộc sống được. Trấn Thành nói những lời này là rất đúng. An Chính Bân nói đến đây thì cười nói, tiền kiếm hoài không đủ, những khi nên hưởng thụ thì phải hưởng thụ. Ngay cả Bí Thư Vương thì mỗi khi cần cũng phải nghỉ ngơi không dám đề xướng công tác. An Chính Bân nói đến Bí Thư Vương thì có vài phần tự hào. Chỉ cần nhìn vào mắt là biết hắn rất tôn kính chủ tịch Vương. Trong họ Vương thì ít nhất không có 1.000 cũng có 800 người được gọi là Bí Thư Vương, nhưng An Chính Bân thuận miệng nói đến Bí Thư Vương nhưng không làm cho người ta cho ra những điều khó hiểu nào cả. Bí Thư Vương không phải là người thường có thể so sánh được, tôi cảm thấy ý niệm chấp chính của anh ấy rất tân tiến. Trong đó tôi nhớ rõ về ý chỉ không tăng giờ làm, vì như vậy là biểu hiện không chuyên nghiệp, năng suất không cao. Hiệu suất kém. Trấn Thành nở nụ cười sùng bái noi, 5 năm qua Bí Thư Vương đã đẩy chúng ta tiến lên độ cao mới, tôi thật sự hy vọng anh ấy công tác thêm vài năm nữa. Hi hi, những lời là còn sớm, thực tế tôi thấy có không ít người có suy nghĩ như cậu. An Chính Bân nói đến đây thì cười cười, tôi cảm thấy nhiều chuyện đã hình thành là không thay đổi được, vì Bí Thư Vương là người còn rất trẻ. Vương Thần Xưởng không nói gì nhưng lại hiểu rõ hai người kia nói không đúng. Nhưng hắn từng mở miệng hỏi và nhận được câu trả lời tương ứng, đó là nên đi theo từng phần công tác, không nên để luống cuống tay chân. Nhưng Vương Thần Xưởng không nói ra những lời này, dù sao thì hai người kia tuyệt đối sùng bái bố MNSF. Bố, bây giờ cũng không còn sớm nữa, nếu không mời bố vào thăm trường của con. An Di Nhiên quyết định không chịu buông tay của Vương Thần Xưởng. Nàng khẽ mở miệng nói ra đề nghị của mình với bố mẹ. À, như vậy cũng tốt, lần trước bố đến thì trường cũ của Bí Thư Vương đang tiến hành tu sửa, bây giờ không phải đã mở cửa đối ngoại rồi sao? À, đã mở cửa từ lâu rồi. Đúng rồi,
thần xưởng là bí thư chi bộ của trường này, để anh ấy đưa chúng ta đi thì hay hơn. An Di Nhiên nói đến bạn trai thì gương mặt có vài phần kiêu ngạo. Trần Ái Hoa hừ một tiếng, nàng cực kỳ bực mình với bộ dạng thân mật với vương thần xưởng của con gái. Nàng nhìn cách ăn mặc của vương thần xưởng, cảm thấy người này sao có thể mang lại hạnh phúc cho con mình được. Đến tuổi của Trần Ái Hoa thì căn bản đã không còn tràn đầy tin tưởng vào tình yêu như xưa, đối với nàng thì chuyện hôn nhân của con gái không thể đùa được, nàng phải đảm bảo cho con gái có một cuộc sống an thân giàu có. Sau 5-6 phút, đám người An Chính Bân được An Di Nhiên đưa đến một khu ký túc xá cũ, nàng chỉ vào ký túc xá rồi nói, bố, nói ra thì ký túc xá này nên phải dập đổ đi, nhưng trường không chịu, vẫn giữ nguyên trạng như vậy. Theo hiệu trưởng của chúng con thì đây là tài phú của nhà trường, đại biểu cho nội lực thâm hậu của trường chúng con. Hiệu trưởng của các con nói đúng, căn nhà này thật sự khá tốt, chỉ cần nói đây là gian nhà từng là chỗ bí thư vương ở lại học tập, như vậy cho dù thu vé vào tham gian cũng đắt khách hơn nhãn nơi khác. An Chính Bân nhìn căn nhà hai tầng mà trên mặt biểu hiện vẻ hành hương. Trên lầu ở phía đông có một phòng làm việc với ba chữ đảng ủy khối. Ba chữ được đính lên cửa không phải làm bằng inox như thông thường, người ta dùng gạch và nước sơn màu đỏ để có dòng chữ như vậy, nhưng bây giờ nhìn qua có hơi phai màu. Đây là những dòng chữ được tìm thấy trong kho hàng, còn nói khi tìm thấy nó thì hiệu trưởng vui cả một ngày. An Di Nhiên giới thiệu thêm cho bố mình. Điều này là đương nhiên, cần phải biết rõ nó là cái gì. Bố cũng tin khi bí thư vương công tác ở đây đã treo tấm biển kia. An Chính Bân nói đến đây thì vẫn có chút không thỏa mãn, nếu trong phòng kia còn có ảnh của bí thư vương thì càng hay. Vương thần xưởng mãi không lên tiếng, hắn có biểu hiện rất ẩn nhẫn. Sau khi nghe An Chính Bân nói về ảnh của bí thư vương, lại nghĩ có thể treo ảnh được sao? Bố mình ghét nhất là sùng bái cá nhân, cho dù là vị hiệu trưởng trước kia cũng không dám làm như vậy. Khi vương thần xưởng đang suy tư thì chợt nghe thấy Trần Ái Hoa nói, tiểu vương. Bố mẹ cháu có tham gia lễ tốt nghiệp không? Lời cuối 4. Đoàn người vừa khẽ nói chuyện với nhau vừa xem xét bố trí trong phòng. Nhìn từ bên ngoài thì thấy nhà trường rất hiện đại, sáng lạn đẹp mắt, nhìn từ bên trong phòng lại thấy yên lặng mộc mạc. Vợ chồng An Chính Bân chợt cảm khái, bọn họ đắm mình trong khu văn phòng năm xưa của bí thư vương, thế nhưng cảm xúc này nhanh chóng bị phá nát. Bố mẹ cậu có đến không? Bố cháu không đến được. Nhưng mẹ cháu nhất định sẽ đến. Vương thần xưởng cười cười khẽ nói. Tập đoàn khẽ cười hỏi, bố cậu bận rộn công tác lắm sao? À, mỗi ngày đều có không ít công tác. Nói đến bố thì vương thần xưởng không khỏi tỏ ra tự hào. Bố của cậu bận rộn như vậy chắc chắn sẽ thu nhập cao lắm. Trần Ái Hoa dùng dư quang khóe mắt nhìn cách ăn mặc của vương thần xưởng rồi thản nhiên nói. An Di Nhiên tất nhiên luôn quan tâm đến cuộc nói chuyện giữa mẹ và vương thần xưởng, nàng không chịu bỏ qua bất kỳ câu nói nào. Lúc này thấy mẹ thật sự là bản tính khó rời nên không khỏi tỏ ra bực mình, nàng tranh thủ nói sang chuyện khác mẹ, mẹ nhìn cái ly kia xem, năm xưa bí thư vương từng dùng cái ly đó, may mà năm xưa không bị mang đi. Nhà đầu này đúng là, mẹ đang trò chuyện với tiểu vương, con tùy tiện cắt ngang là không lễ phép. Trần Ái Hoa liếc mắt nhìn con gái. Sau đó lại không chịu buông tha, tiểu vương, cậu trả lời vấn đề của tôi không là vấn đề đấy chứ. Lương bố cháu không cao, chỉ là bình thường mà thôi. Vương thần xưởng có chút khó xử nhưng vẫn dùng giọng chi tiết nói. Hắn nói sự thật, mặc dù tiền lương của nhân viên nhà nước đã cao hơn, cấp bậc của bố mình căn bản là bậc lương cao nhất trong số nhân viên nhà nước, thế nhưng khi mà kinh tế và xã hội đang phát triển mạnh mẽ, chỉ sợ mức thu nhập của bố chỉ là trung bình mà thôi. Trần Ái Hoa lúc này không thể nào bảo trì tâm tính bình tĩnh được nữa, thầm nghĩ đứa bé này quá hư vinh. Thu nhập trung bình, hư, nhìn vào cách ăn mặc của cậu, còn dám không biết xấu hổ nói rằng có thu nhập trung bình sao? Khi Trần Ái Hoa chuẩn bị dùng giọng không khách khí vạch Trần Vương thần xưởng, lúc này có tiếng chuông điện thoại vang lên phía sau. Alo, bố, con đang đi với chú An và dì Trần, bố đang ở đâu vậy? Trấn Thành hưng phấn tiếp điện thoại. Gương mặt đầy sáng lạn, bố đang ở khách sạn Hào Đế ạ. Vâng, con và chú dì sẽ sang bên đó ngay. Trấn Thành cúp điện thoại rồi dùng giọng khó thể che giấu được kích động nói, chú An, dì Trần, bố cháu đang ở khách sạn Hào Đế, ông ấy mời các ngài đến chơi. Bố cháu nói có vài đại nhân vật từ thủ đô đến,
bố cháu đang chờ ở đó xem có được gặp mặt người kia hay không. Có đại nhân vật từ thủ đô đến đây sao? Bố của cậu có nói là ai không? An Chính Bân chợt có chút hứng thú, hắn và bố của Trấn Thành có kết giao nhiều năm, biết rõ người bạn của mình rất cao ngạo, không có khả năng là người bình thường có thể ép hắn chờ ở nơi đó. Người này họ Tần, Trấn Thành dùng giọng có chút thần bí nói. Tuy chỉ là một cái họ nhưng lại làm cho cơ thể An Chính Bân chợt run rẩy, hắn không khỏi thúc giục, nhanh lên, chúng ta đi qua thôi. Nếu như có thể nói chuyện hai câu với Tần nữ sĩ, như vậy lần này chúng ta đến Giang thì có giá trị rất lớn. Anh làm gì vậy, bây giờ đang ở trước mặt con cái, có nên trấn tĩnh một chút không? Trần Ái Hoa giữ chặt lấy chồng mình đang định bỏ đi, sau đó khẽ nói. Em cần biết rõ đó là Tần nữ sĩ, nếu như chúng ta chậm chân mới là tiếc nuối. An Chính Bân nói đến đây thì lại sợ vợ mình không biết Tần nữ sĩ là ai, thế là không khỏi lớn tiếng nói, chị ấy là doanh nhân nổi tiếng trong nước. Trần Ái Hoa có chút sững sốt, sau đó nàng run rẩy nói, anh nói đến Tần nữ sĩ kia sao? Ngoài vị đó ra thì còn là ai khác nữa? Đi nhanh lên, An Chính Bân nói rồi xoải chân bước xuống lầu. Trần Ái Hoa lúc này cũng rất sốt ruột, nàng giữ chặt lấy tay của An Di Nhiên rồi nói, Nhiên Nhiên, chúng ta đi theo bố của con, đi mau. An Di Nhiên không biết Tần nữ sĩ là ai, thế nhưng người này lại làm cho cha mẹ của nàng mất đi sự chừng mực, thế là không khỏi nói với Vương Thần Sưởng, Thần Sưởng, chúng ta đi qua xem thế nào. Trần Ái Hoa căn bản bực mình với bộ dạng thắm thiết của con gái với Vương Thần Sưởng, nàng không khỏi nói với Vương Thần Sưởng, Tiểu Vương, xe của chúng tôi đã đầy chỗ rồi, tôi thấy không bằng cậu nên ở trường chuẩn bị tham gia lễ tốt nghiệp đi thôi. Mẹ, vậy thì các người đi đi, Tiểu Sưởng, chúng ta đi. An Di Nhiên căn bản rất khó khăn với lời nói lạnh nhạt của mẹ với Vương Thần Sưởng, lúc này thấy mẹ tỏ tư thái như vậy, nàng không quan tâm đến điều gì khác mà kéo tay Vương Thần Sưởng bỏ đi. An Chính Bân đang gấp rút đi xuống lầu thấy thế thì chỉ có thể cười khổ, hắn đưa mắt nhìn Trần Ái Hoa rồi nói, được rồi, chúng ta cùng đi với nhau. Trần Ái Hoa gần đây là người bá đạo trong nhà, bây giờ thấy chồng dám nói như vậy với mình, thế là cảm thấy không nhịn được. Khi nàng chuẩn bị nổi giận thì nghe An Chính Bân nói, mang tiểu tử kia đi cũng được, để cho nó kiếm thêm kiến thức, sau đó tự vứt bỏ tâm tư với con gái của mình. Trần Ái Hoa không phải là người ngu. Nàng nhanh chóng hiểu ý của chồng mình, thế là trầm giọng nói, được, rồi, vậy chúng ta cùng đi thôi. Vương Thần Sưởng lúc này cũng nghĩ đến vị Tần nữ sĩ kia. Nói thật thì lúc này hắn cũng không tình nguyện đi gặp Tần nữ sĩ, nhưng nhìn vào sự cố gắng của An Di Nhiên và bố mẹ nàng, cuối cùng đành đi theo đám người ngồi lên chiếc Mercedes-Benz của Trấn Thành. Xe chạy rất vững vàng, hơn 10 phút sau đã đi đến khách sạn Hào Đế. Khi đến trước cổng khách sạn thì An Chính Bân cười nói, Tiểu Vương, cậu chưa từng đến khách sạn này, tôi cũng đến không được mấy lần. Giá phòng nơi đây thật sự rất cao, chỉ sợ một đêm ở đây cũng bằng nửa tiền lương của bố cậu rồi. Vương Thần Sưởng nhìn khách sạn huy hoàng, hắn cười cười mà không nói lời nào. An Di Nhiên lại cúi mặt xuống, nàng yêu bố mẹ mình, nhưng cũng không biết từ khi nào thì bố mẹ trở nên lợi hại như vậy. Lúc này nàng chợt oán hận chính mình. Nếu như hôm nay không cho bố mẹ gặp bạn trai thì có phải là tốt không, ít nhất cũng không làm tổn thương anh ấy. Chú, bố cháu ở bên kia, Trấn Thành tuy không nói lời nào thế nhưng gương mặt tràn đầy nụ cười tự tin. Hắn thấy Vương Thần Sưởng tuy trẻ tuổi nhưng căn bản không có chút uy hiếp gì với mình. Giáo viên phổ thông hay đại học đều nói tình yêu tuổi học trò là bi hài kịch, dù nó có cảm động thế nào cũng có kết quả không bao giờ tốt đẹp. Chẳng qua là hai bên ở gần nhau nên có cơ hội tốt hơn người khác mà thôi. Trên thế giới này nào có nhiều tình yêu như vậy. Khi còn trẻ gặp mặt nhau chủ yếu là dựa vào cảm tình, đây rõ ràng là không có chút tạp chất, chẳng qua là ngây thơ mù quáng, thậm chí hoàn toàn không hiểu cái gì gọi là cảm tình. Thử nghĩ mà xem, để người con gái đi theo anh chịu khổ sở mới coi như là giúp đỡ nhau lúc hoạn nạn sao. Tôi tin tưởng sau khi hai bên đi vào xã hội, những gì tốt đẹp trước đó sẽ dần phai mờ, tình yêu trong sách vở rõ ràng là không ra gì. Cho đến lúc này thì chỉ có Trấn Thành mới xứng đáng đi cùng An Di Nhiên. Trấn Thành cực kỳ tự tin, lúc này một người đàn ông hơn 50 từ trong đại sảnh có đầy khách quý đi ra, người đàn ông trung niên này đã sớm có cái đầu hói rất sâu, nhìn từ xa làm cho người ta cảm thấy buồn cười.
nhưng người bốn phía căn bản không ai dám cười, ai nhìn thấy người này cũng nở nụ cười thân thiện. Chính Bân, chỉ sợ lần này phải để anh đến tay không, tôi vốn cho rằng mình là người nhận được thông tin nhanh nhất, thế nhưng không ngờ nửa giờ qua nơi này đã chật người rồi. Người đàn ông trung niên đi đến bên cạnh An Chính Bân rồi khẽ nói lời xin lỗi. An Chính Bân nghe bố của Trần Thái Trung nói như vậy thì có chút thất vọng, nhưng trước khi đến hắn cũng có chuẩn bị tâm lý, đó là cho dù hắn chạy nhanh nhất có thể, hắn đến đây và khả năng gặp mặt Tần nữ sĩ kia cũng là rất thấp. Không có gì, cũng không phải uổng công, lát nữa không phải Tần nữ sĩ sẽ đi ra sao. Đứng trong đại sảnh nhìn chị ấy cũng được rồi. Bố của Trấn Thành chỉ cười cười mà không nói thêm điều gì. Hà Trung Phổ, anh đã được gặp mặt Tần nữ sĩ chưa? An Chính Bân dùng giọng không thể chờ đợi được hỏi. Ôi, tôi đến tương đối sớm, thế nhưng tôi sao có thể vượt mặt Tôn ra được? Người ta là danh gia giàu có, hơn nữa anh cũng không biết quan hệ giữa Tôn Khải với người kia là thế nào. Hà Trung Phổ thở dài rồi dùng giọng tự giễu nói. An Chính Bân dùng giọng không cam lòng hỏi. Tôn gia tất nhiên là quá mạnh, anh khó thể vượt mặt, thế nhưng anh Hà cũng phải có sắp xếp chứ. Chẳng lẽ buông bỏ cơ hội sao? Tần nữ sĩ còn có việc khác, Hà Trung Phổ nói đến đây thì lắc đầu liên tục, cơ hội tốt lần này đã qua, sau này muốn gặp Tần nữ sĩ thì còn khó khăn hơn. An Di Nhiên nghe bố nói chuyện với bác Hà mà không khỏi khẽ hỏi bạn trai, anh có biết Tần nữ sĩ kia là ai không? Có lẽ là một người bình thường. Vương Thần Sưởng dùng giọng hời hợt nói, trong mắt hắn thì Tần nữ sĩ thần bí với bên ngoài lại quá bình thường. Thật sự không biết trời cao đất rộng, Hà Trấn Thành nhìn Vương Thần Sưởng rồi không khỏi thốt ra câu nói trào phúng. Đúng lúc này một người phụ nữ trung niên mặc quần áo mộc mạc chợt đi ra khỏi phòng. Khi người phụ nữ trung niên này xuất hiện, hầu như tất cả mọi người đều dùng ánh mắt chờ đợi nhìn về phía nàng. Xin hỏi ngài có phải là An Chính Bân tiên sinh hay không? Người phụ nữ kia khẽ đi đến bên cạnh An Chính Bân rồi hỏi. Người phụ nữ này rất lễ phép thế nhưng Vương Thần Sưởng lại thấy trong mắt của nàng có vài phần trêu chọc. An Chính Bân lúc này cực kỳ kích động, hắn không ngờ nhiều nhân vật chủ động đứng nơi đây nhưng Tần nữ sĩ lại chủ động gặp mặt mình. Hắn nhanh chóng nói chào chị, tôi là An Chính Bân. An tiên sinh, Tần nữ sĩ mời ngài vào uống trà. Người phụ nữ trung niên nói rồi đưa tay mời. Mời mình uống trà, chuyện tốt như vậy rơi xuống đầu mình, tin tức này không khói làm cho An Chính Bân nghẹn họng khó tin. Nhưng dù là nguyên nhân gì thì An Chính Bân cũng đi theo người phụ nữ này không chút nghĩ ngợi. Hắn dùng dư quang khóe mắt nhìn khắp đại sảnh, sự kích động của hắn làm cho người ta ném đến ánh mắt hâm mộ. Hắn tiến lên phía trước thật sự giống như nguyên thủ quốc gia đi duyệt binh vậy. Trần Ái Hoa nhanh chóng đi theo sau lưng chồng, gương mặt rất vui sướng. Không phải nàng chưa từng trải qua tình cảnh được nhiều người nhìn vào, thế nhưng lúc này nàng đi mỗi bước cảm thấy như lên tiên, như giẫm nát người ta dưới chân, không, phải nói là giống như đi trên mây. Nhưng khi Trần Ái Hoa thấy con gái tay trong tay cung tên thanh niên Vương Thần Sưởng thì hai mắt đầy mây đen. Chuyện an cư lập nghiệp là quan trọng nhất của cả đời người, con gái mình tài mạo song toàn. Sao có thể kén một con rể như vậy được? Nàng cố tình cản Vương Thần Sưởng lại nhưng lại sợ người ta chế giễu, thế nên mới cho cùng đi vào tìm thêm kinh nghiệm về thân phận của mình. Trong phòng tổng thống lắp đặt hoa mỹ, một người phụ nữ nhìn qua giống như mới hơn 30 mặc váy dài bình thường lại làm cho người ta sinh ra cảm giác ung dung đẹp đẽ quý phái. Nàng đang ngồi lẳng lặng trên ghế salon, tuy gương mặt treo nụ cười nhàn nhạt nhưng lại làm cho da người ta không khỏi trở nên nghiêm nghị. An tiên sinh và Trần phu nhân đến, người phụ nữ trung niên dẫn đầu mở miệng nói với người phụ nữ trong phòng, thế nhưng còn chưa nói xong thì người phụ nữ trong phòng đã đứng lên cười nói, giám đốc An, Trần phu nhân, mời ngồi. An Chính Bân thật sự không ngờ người phụ nữ nổi tiếng thương trường này lại khách khí với mình như vậy, thế là hắn cảm thấy luống cuống tay chân, không biết nói gì cho phải. Trần Ái Hoa thì càng tỏ ra run rẩy, Tần nữ sĩ. Chào ngài. Tần Hồng Cẩm khẽ cười, nàng mời hai vợ chồng An Chính Bân ngồi xuống, sau đó mới kéo tay An Di Nhiên, nếu như tôi không lầm thì cô gái này chính là An Nhiên. Cháu đến đây gì xem một chút, à, rất xinh đẹp, hèn gì tiểu sưởng nhà tôi lại yêu mến. An Di Nhiên thật sự cảm thấy như gặp lộc, chẳng lẽ người phụ nữ trong truyền thuyết này lại là mẹ chồng tương lai của mình.
Khi nàng đang hoài nghi cần chứng thực thì chợt nghe tần nữ sĩ cười nói với bạn trai của mình, sưởng sưởng, còn ngây ra đó làm gì, mau đi rót nước. Vâng, mẹ, con biết rồi. Vương Thần Sưởng nở nụ cười rồi gật đầu đi rót nước. Mặc dù chỉ là một câu ngắn gọn nhưng lại giống như sét giữa trời quang làm cho nội tâm của hai vợ chồng An Chính Bân nổ tung lên. Bọn họ là những người tinh anh trong thương trường, bọn họ tất nhiên biết rõ lực lượng của vị tần nữ sĩ này. Hơn nữa người này còn có rất nhiều tiền. Cho đến nay ai cũng nói tần nữ sĩ độc thân, lại không ngờ tiểu tử bạn trai của con gái mình là con của tần nữ sĩ. Biến hóa lớn này không khỏi làm cho hai vợ chồng An Chính Bân như lọt vào giấc mộng. Đứa bé này từ nhỏ đã quật cường, điều này cực kỳ giống bố, khi đi học thì nói sẽ học tập bố mình, vừa học vừa làm, những năm qua đã chịu nhiều khổ cực. Tần Hồng Cẩm nói đến đây thì dùng ánh mắt yêu thương nhìn con trai. Sau đó lại có chút đau lòng, thật ra Sưởng Sưởng căn bản không biết năm xưa bố nó học đại học thì ông nội đang công tác ở trong trường, thế nên sinh hoạt trong trường như ở nhà, có gì là khổ cực đâu. Nửa giờ như nước chảy qua cầu, khi An Chính Bân và Tần Hồng Cẩm cùng ngồi trong phòng khách quý nhìn lễ tốt nghiệp diễn ra, nhìn cậu thanh niên đang phát biểu vài lời dưới ánh nắng rực rỡ, hắn không nhịn được phải lắc đầu. Tuy An Chính Bân biết định lực của mình là tốt, thế nhưng sự biến hóa quá lớn thế này lại mang đến lực tác động quá lớn. Lời cuối năm. Trên đường Quang Vinh vừa mới được huyện Hồng Bắc xây dựng có nhiều chiếc xe chạy qua như bay. Tôn Thăng Á ngồi ở nhà hút thuốc gấu trúc, ánh mắt có chút trống rỗng. Mặc dù Tôn Thăng Á đã biết ngày này sớm muộn gì cũng đến, thế nhưng đến ngày này hắn mới cảm thấy cực kỳ khó chịu. Tôn Thăng Á biết tuổi thọ của con người là thế nào, sinh lão bệnh tử là khó tránh. Thế nhưng nghĩ đến tình huống bố mất đi làm cho hắn cảm thấy rất khó chịu. Tôn Thăng Á luôn có tâm lý kính nể bố mình, trong suy nghĩ của hắn thì bố là một người cao ngất, cuộc sống của hắn bị bố ảnh hưởng quá lớn, thế cho nên đến bây giờ cuộc sống của hắn vẫn còn hình bóng của bố mình. Tút tút tút, chuông điện thoại vang lên làm cho Tôn Thăng Á giật mình từ trong trầm tư, hắn cầm điện thoại của mình nhìn thoáng qua, là em rể Quan Đạt Thành gọi điện thoại đến. Đạt Thành, có chuyện gì không? Tôn Thăng Á có quan hệ không tệ với Quan Đạt Thành, vì vậy giọng điệu cũng có chút tùy ý. Quan Đạt Thành bên kia dùng giọng trầm thấp nói, trưởng khoa Triệu của Cục Quản lý Sự vụ Cơ quan huyện có đến hỏi nhà chúng ta cần gì hay không, nếu có anh ấy sẽ tích cực phản ánh với lãnh đạo. Tôn Thăng Á hơi nhíu mày, bàn tay càng siết chặt hơn. Mặc dù Quan Đạt Thành xưng người kia là trưởng khoa Triệu, thế nhưng hắn biết rõ trưởng khoa Triệu cũng chỉ là một cán bộ trong Cục Quản lý Sự vụ Cơ quan huyện, nói trắng ra chỉ là một chân chạy việc trong quan trường cấp huyện mà thôi. Mặc dù bố Tôn Lương Đống của mình không thăng tiến lên trên, nhưng lại là bí thư huyện ủy huyện Hồng Bắc nhiều năm, đám người kia sao lại có thể như vậy được? Cậu nói cho bọn họ biết, chúng ta không cần gì cả. Tôn Thăng Á hít vào một hơi thật sâu rồi nói với đầu dây bên kia. Quan Đạt Thành ở đầu dây bên kia có chút trầm mặc, sau đó mới dùng giọng ôn hòa nói, Thăng Á, em biết rõ anh rất giận, bây giờ em cũng như anh vậy thôi, đám người kia rõ ràng là lòng người thay đổi, nhưng nếu như anh nói không cần gì cả, như vậy bọn họ sẽ giả vờ như không biết, cuối cùng. Tuy Quan Đạt Thành bên kia không nói gì thêm nhưng Tôn Thăng Á nghe và hiểu ra vấn đề. Hắn thở dài, một cảm giác nhục nhã kéo đến tập kích, hắn trầm mặc một lúc lâu rồi mới nói. Các cậu cứ làm chủ đi, cho ra những yêu cầu đơn giản thôi, cậu cứ nói là được. Tôn Thăng Á đặt điện thoại xuống rồi mở cửa sổ xe rắc, một luồng khí lạt lọt vào trong, hắn không khỏi tham lam hít vào vài hơi giống như sự kiện vừa rồi làm cho hắn cảm thấy khó thể hít thở. Hắn thật sự đã có chuẩn bị với phản ứng của huyện, thế nhưng căn bản là không muốn tiếp nhận mà thôi. Người đi thì trà nguội, Tôn Thăng Á hiểu rõ điều này. Thật ra hắn cũng không cần phô trương. Hắn chỉ chờ mong bố mình được tiếp nhận những đãi ngộ đúng đắn mà thôi. Nhưng đây rõ ràng là hy vọng xa vời, dựa theo quy cũ là được, nếu bố Tôn Lương Đống của hắn mới lui ra khỏi quan trường được 10 năm thì điều này không là vấn đề. Nhưng bây giờ nó lại giống như một hố sâu khó thể vượt qua. Tất cả nguyên nhân cũng là vì người kia, nhưng Tôn Thăng Á căn bản không có chút oán hận người kia, tuy người kia làm cho cuộc sống của hắn thoát ly khỏi quỹ đạo bình thường. Khi Tôn Thăng Á là phó cục trưởng thường vụ cục thủy lợi huyện Hồng Bắc thì được xem là cán bộ cần chú trọng. Thậm chí sự kiện nửa năm sau hắn tiếp nhận vị trí của vị cục trưởng sau khi người này về hưu đã là ván đóng thuyền.
Thế nhưng khi hắn chuẩn bị tiến lên làm lãnh đạo đứng đầu cục thủy lợi huyện Hồng Bắc, vị trí của người kia cung bắt đầu được xác lập. Toàn huyện Hồng Bắc cảm thấy cực kỳ kiêu ngạo với điều này, Tôn Thăng Á nhớ rõ bố mình là người không quá quan tâm đến những chuyện xảy ra chung quanh cũng uống nửa chai rượu, nói ra những lời cực kỳ kiêu ngạo. Tôn Thăng Á cũng kiêu ngạo không kém so với bố từng làm việc với người kia, phải biết rằng người kia là một trong những nhân vật được hắn cực kỳ kính nể. Nhưng khi hắn đang vui vẻ cho thần tượng của mình, một tin tức làm hắn khó thể tin được chợt bùng phát trong tỉnh. Người kia vốn có thể tiếp tục công tác ở huyện Hồng Bắc, hơn nữa lại có cảm tình rất lớn với huyện Hồng Bắc. Khi đó người kia sở dĩ rời đi chủ yếu là vì Tôn Lương Đống khi đó là bí thư huyện ủy liên kết với tuyến trên đẩy người này ra khỏi huyện Hồng Bắc. Tin tức này không biết là ai truyền đến, thế nhưng lần đầu tiên Tôn Thăng Á nghe được thì tỏ ra rất căm phẫn. Người cho ra thông tin này nhất định là đối thủ cạnh tranh của mình, không có chút ý tốt. Hắn cảm thấy đây chỉ là chút thủ đoạn nhỏ của người ta, thượng cấp sao có thể nghe những tin đồn như vậy được. Khi Tôn Thăng Á cho rằng những thứ kia chỉ dừng lại ở mức tin đồn, sớm muộn gì cũng phải sụp đổ, nhưng những gì xảy ra sau đó lại chứng minh một điều, hắn quá coi thường uy lực của tin đồn. Vị cục trưởng trong đơn vị thật sự phải về hưu theo đúng thời hạn, thế nhưng người tiếp nhận cũng không phải là Tôn Thăng Á, mà là một vị phó cục trưởng khác. Hắn căn bản cực kỳ không phục, hắn tưởng rằng vị phó cục trưởng kia là người chơi xấu mình. Cuối cùng Tôn Thăng Á cũng tìm được kết quả, đó là các vị lãnh đạo trong huyện có ánh mắt không tốt với mình. Một người bạn có quan hệ khá tốt nói một câu làm cho hắn vừa cảm thấy buồn cười vừa cảm thấy không đáng cười. Thăng Á, năm xưa ông cụ nhà anh đối phó với người kia, bây giờ có ai dám liên quan đến nhà anh nữa chứ? Sự thật chứng minh những lời này là không sai, sau đó những ngày lễ Tết căn bản không còn thấy xuất hiện lãnh đạo huyện thăm hỏi bố mình, tuy hàng năm đều có vật phẩm này nọ thế nhưng các vị lãnh đạo huyện giống như chưa từng đến. Con đường làm quan của Tôn Thăng Á cũng bị ghẻ lạnh, hơn 10 năm trước hắn là phó cục trưởng cục thủy lợi, hơn 10 năm sau hắn vẫn dậm chân tại chỗ, vẫn là phó cục trưởng cục thủy lợi. Trong thời gian 10 năm qua không phải không có lãnh đạo tán thưởng hắn, thế nhưng các vị lãnh đạo vừa tỏ ra tán thưởng, vài ngày sau đã bày ra gương mặt lạnh như băng. Lúc đầu Tôn Thăng Á rất phẫn hận vì sao các vị lãnh đạo lại như vậy, thế nhưng sau đó tiếp nhận mãi thành quen. Thông qua nhiều năm quan sát thì Tôn Thăng Á cũng cho ra kết luận, chỉ cần người kia còn ở trên vị trí, như vậy Tôn Thăng Á hắn căn bản không có cơ hội đông sơn tái khởi trên chính đàn huyện Hồng Bắc. Lãnh đạo cũng là người. Mình không nên làm bọn họ khó xử. Quan trường chính là một chốn trồng hoa, có ai tình nguyện để chính mình ôm vào người một tai họa ngầm được chứ? Tôn Thăng Á nghĩ như vậy mà không khỏi cảm thấy lạnh lẽo. Chính trị thật sự là quá đặc biệt, ai là người của ai, ai là quân cờ của ai, người ngoài nhìn vào không biết nhưng người trong cuộc đều hiểu rõ ràng, phải có con đường riêng của mình. Mặc dù người kia cách huyện Hồng Bắc quá xa, thế nhưng nơi đây lại là cơ sở của hắn. Ngày hôm nay làm cho Tôn Thăng Á cực kỳ bận rộn, cũng may có người thân giúp đỡ nên cũng tốt hơn vài phần. Anh nói cái gì, người lo việc tang ma chính là chủ nhiệm văn phòng của cục trưởng Lý sao? Tôn Thăng Á nhìn trưởng khoa Triệu ở trước mặt mình mà thật sự muốn cho đối phương một cái tát. Trưởng khoa Triệu hơn 30 tuổi, gương mặt đôn hậu giống như vĩnh viễn đều treo nụ cười. Hắn đối mặt với sự phẫn nộ của Tôn Thăng Á và vẫn cười nói, cục trưởng Tôn. Đơn vị chúng tôi cực kỳ coi trọng việc của lão bí thư, thế nhưng gần đây tuyến huyện quá bận rộn, vị lãnh đạo nào cũng có nhiều công tác trong tay, thế nên căn bản là quá bể bổn, khó thể thoát thân. Cho dù lãnh đạo huyện không có thời gian, cục trưởng của các anh cũng không đến được sao. Tôn Thăng Á mở danh sách ra rồi cùng giọng áp chế tức giận nói. Trưởng khoa Triệu xoa xoa hai bàn tay rồi nói, cục trưởng Tôn, ngài nên biết bây giờ huyện Hồng Bắc đang ở vào giai đoạn phát triển mấu chốt. Tất cả mọi người đều đang kéo căng sợi dây cung bắn mũi tên kinh tế lên cao. Cục quản lý sự vụ cơ quan của chúng tôi cũng không phải là ngoại lệ. Ví dụ như hôm nay, cục trưởng của chúng tôi cần cùng lãnh đạo đi khảo sát ba nơi, khoảng thời gian gần đây phải đến 11 giờ tối cục trưởng mới đi về nhà. Nếu không công tác ở đơn vị nhà nước, Tôn Thăng Á có lẽ còn tin lời của trưởng khoa Triệu. Nhưng Tôn Thăng Á hắn là ai? Hắn là người bị cho ra rìa trong quan trường huyện Hồng Bắc thế nhưng vẫn phải hiểu rõ những gì ẩn giấu bên trong. Lãnh đạo đơn vị nói bận rộn thì phải bận rộn, nhưng nếu nói không có chút thời gian thì khó ai tin được.
anh phản ánh với các vị lãnh đạo, nói là tôi là người nhà, tôi căn bản không hài lòng với danh sách tang ma này. Tôn Thăng Á đưa mắt nhìn trưởng khoa Triệu, trong ánh mắt có sự tức giận làm cho trưởng khoa Triệu cảm thấy sợ hãi. Dù sao thì hắn cũng không phải là người cho ra quyết sách của đơn vị, hắn thấy gương mặt của Tôn Thăng Á rất khó coi, thế là không khỏi đứng lên tranh thủ thời gian nói, cục trưởng Tôn cứ yên tâm, tôi sẽ báo cáo ý kiến của anh với lãnh đạo, nếu có biến động gì tôi sẽ báo cáo lại với ngài. Tôn Thăng Á nhìn trưởng khoa Triệu rời đi mà toàn thân bủn rủn, khí lực trên người tiêu tán đi hơn phân nửa. Quan Đạt Thành từ bên cạnh đi đến vỗ vỗ vai Tôn Thăng Á hai cái, hắn định nói điều gì đó nhưng chỉ thở dài một hơi mà thôi. Trời tối Tôn Thăng Á chỉ ăn súp, không quan tâm đến những chuyện khác trong nhà, trong đầu hắn chỉ là những chuyện liên quan đến đám tang của bố mình. Danh sách tham gia lễ tang liên quan đến danh dự bố của hắn, hắn nhất định phải làm cho ra lẽ, cho dù những vị lãnh đạo kia không đến thì ít nhất cũng phải có tên mới được. Nhưng Tôn Thăng Á chờ mãi đến 9 giờ mà trưởng khoa Triệu còn chưa đến, điều này không khỏi làm cho hắn cảm thấy tâm tình giá buốt. Nhiều lần hắn không nhịn được muốn gọi điện thoại đi, thế nhưng cuối cùng lại bỏ qua ý nghĩ này, như vậy không phải là quá mất mặt sao? Anh Tôn, mong anh bớt đau buồn. Vài người đi vào nhà, một giọng nói an ủi vang lên. Tôn Thăng Á ngẩng đầu nhìn thoáng qua, chợt phát hiện người đến chính là Phó Cục trưởng Lý Trung Kha của Cục Quản lý Sự vụ Cơ quan huyện. Lý Trung Kha năm nay hơn 50 tuổi, trên đầu không còn lại vài sợi tóc, từ khi đi làm đắc là người của Cục Quản lý Sự vụ Cơ quan, thế nên có tư cách cao trong đơn vị. Năm xưa người này là Phó Cục trưởng Cục Quản lý Sự vụ Cơ quan, khi mà bố của Tôn Thăng Á còn tại vị thì được xem như thủ hạ thân tín. Tôn Thăng Á nghĩ đến phương diện này mà càng thêm không vừa lòng, hắn hừ một tiếng nói, Cục trưởng Lý, anh thật sự quá bận rộn rồi. Lý Trung Kha nào không nhận ra lời nói lãnh đạm của Tôn Thăng Á, hắn xoa xoa hai bàn tay rồi nói, Thăng Á, chuyện của bí thư Tôn sắp xếp thế nào rồi? Mặc dù Tôn Thăng Á rất bất mãn với Lý Trung Kha, thế nhưng khi người ta đã hỏi thì hắn vẫn phải dùng giọng chi tiết nói, đã sắp xếp rất tốt rồi. Vậy thì tốt rồi, có gì cần anh cứ nói, chuyện lớn tôi làm không xong nhưng chuyện nhỏ thì không có vấn đề. Lý Trung Kha nói rồi ngồi xuống bên cạnh Tôn Thăng Á. Sau đó hắn nhìn vài người đi cùng mình, các anh xem có gì cần hỗ trợ không? Vài người phía sau đều là nhân viên cơ quan có kinh nghiệm, nào không rõ đây là lãnh đạo nhà mình muốn nói ra suy nghĩ với Tôn Thăng Á. Thế nên bọn họ nhanh chóng rời đi. Lý Trung Kha chờ người cuối cùng đi ra và đóng cửa lại, thế là lấy ra một gói thuốc đưa cho Tôn Thăng Á rồi nói, Thăng Á, thời điểm bí thư ra đi có gì đau khổ không? Không, bố tôi rất an tường. Khi mất như đang nằm ngủ vậy. Tôn Thăng Á đốt thuốc rồi dùng giọng ẩn giấu sự đau khổ nói. Ôi, cậu Thăng Á, người có sinh lão bệnh tử, có một số việc anh nên nhìn thoáng một chút. Lý Trung Kha nói đến đây thì vỗ vỗ lên vai của Tôn Thăng Á, cậu à, chuyện này tôi biết rõ cậu tức giận, vì đặt vào ai cũng khó thể thoải mái được. Tôn Thăng Á không nói lời nào mà chỉ dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Lý Trung Kha. Lý Trung Kha gạt tàn thuốc. Hắn cũng không nói ngay, chờ giây lát rồi mới nói, Cục Thăng Á, cậu công tác nhiều năm trong cơ quan, cậu hiểu được nhiều đạo lý. Tỷ hiềm là thứ cực kỳ đáng sợ, cũng cực kỳ có lực đả thương người, nhưng có ai thay đổi được. Lúc này trưởng ban thường của huyện chuẩn bị điều đi, trên cơ bản đã xác định, các vị lãnh đạo khác nhìn vào chiếc ghế còn trống, bây giờ là thời điểm phức tạp, có ai muốn xảy ra vấn đề không? Các vị lãnh đạo huyện thì không sao, nhưng cục trưởng của các anh. Anh ấy, Tôn Thăng Á nói đến đây thì chợt đỏ mặt. Cậu Thăng Á, dựa theo cấp bậc của ông nhà, đừng nói là anh Triệu, cho dù là lãnh đạo thành phố đến thăm cũng không là vấn đề. Nhưng có một số việc chúng ta thầm hiểu là được, nếu náo động cũng ảnh hưởng đến thể diện của bí thư. Tôi cảm thấy từ góc độ của bí thư, anh ấy nhất định sẽ không muốn chính mình ra đi nhưng sau lưng không được an tĩnh, anh nói xem có đúng không. Đồng thời anh cũng nên nghĩ cho cục trưởng một chút. Người ta có ý nghĩ tiến lên, căn bản khác biệt so với những người như tôi và anh. Lý Trung Kha nói làm cho Tôn Thăng Á rơi vào trầm mặc, hắn biết rõ đây là lời nói tận đáy lòng của Lý Trung Kha. Những chuyện này nếu mình làm náo động, căn bản chỉ là bố mình mất mặt mà thôi. Tôn Thăng Á thở dài một hơi mà không nói lời nào. Lý Trung Kha đi khi nào thì Tôn Thăng Á không biết, hắn chỉ ngồi hút thuốc, khi bên cạnh đầy tàn thuốc.
trong mắt hắn lại ẩn giấu hơi nước dày đặc. Đại công cáo thành. Hết chuyện.